Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 50. Chương 491: Phá cảnh dị biến. Sau khi bị nắm đấm của Lạc Hồng đánh qua một lần, lớp vỏ nham thạch bên ngoài của đầu rắn Hắc Viêm đã xuất hiện rất nhiều vết rạn, lại bị Tiểu Kim mổ như thế, lập tức xuyên thủng một cái lỗ lớn. Lúc Tiểu Kim ngẩng đầu lên, trong miệng của nàng ngậm một viên tinh hạch đang bốc lên từ trong Hắc Viêm. Một viên tinh hạch rời khỏi thân thể, khí tức của Hắc Viêm cự xà bỗng nhiên yếu đi một đoạn. Lúc này nó ý thức được mình chọc sai người, tản đi lớp vỏ nham thạch trên người, muốn chui xuống đất. Nhưng mà, một tầng linh quang màu vàng đất đột nhiên bao trùm mặt đất, trực tiếp khiến cho đại kế chạy trốn của nó trôi theo dòng nước. Nguyên lai, ở lúc Lạc Hồng ra tay, hắn còn phân thần đem ngũ hành kỳ tản ra, lúc này bốn phía đã thành trận pháp, Viêm Tinh Chi Vương muốn trốn về dưới mặt đất, trước hết phải phá trận. Sau khi khôi phục hình thái hỏa cầu, mặc dù Viêm Tinh Chi Vương kháng cự được chút ít, nhưng mà cường độ phản kháng cũng theo đó đại giảm. Ở dưới Lạc Hồng cùng Tiểu Kim liên thủ, chỉ có thể đau khổ trèo trống, hiển nhiên thập phần thê thảm. Vương Viêm Tinh này vận khí cũng kém tới cực điểm. Trung Linh có chút không đành lòng nhìn thẳng nói. Mọi người nghe vậy hoặc nhiều hoặc ít đều gật đầu, lấy thực lực của Viêm Tinh Chi Vương. Bình thường mà nói sẽ không có tu tiên giả tiến vào Hắc Vực, có thể bức nó đến tình trạng này, nhưng hết lần này tới lần khác nó gặp được Lạc Hồng. Quan trọng hơn, nó còn tự chui ra. Cũng không lâu lắm, Lạc Hồng liền liên thủ Tiểu Kim đánh tan Vương Viêm Tinh. Tiểu Kim lập tức bắn ra diệt hình kim quang, đem một khỏa khác tinh hạch nuốt vào trong bụng. Hai viên tinh hạch này vào bụng, Tiểu Kim lập tức xảy ra biến hóa, chỉ nghe nàng hưng phấn kêu lên một tiếng, ấn ký hoa cúc tơ màu đỏ trước ngực trở nên sáng tỏ mà rõ ràng vô cùng. Ngay sau đó, một luồng linh giác quen thuộc tràn vào trong cơ thể của Lạc Hồng, Tiểu Kim thu nhỏ lại còn lớn hơn một trượng. Từ từ cuộn người lại, xung quanh thân thể nàng bỗng dưng hóa thành một dòng linh tử như một bông cúc tơ, dần dần bao phủ thân thể nàng lại. Không ổn, không ổn, phi thường không ổn. Cảnh tượng này quả thực giống như đúc ngày hạt nhân linh tử. Trong lòng Lạc Hồng đột nhiên hồi hộp, do dự một chút vẫn quyết định cẩn thận thì tốt hơn. Vì thế hắn phi thân chạy đến bên cạnh Nhạc Vận, đặt tay lên vai nàng, chuẩn bị truyền tống chạy trốn bất cứ lúc nào. Dọc theo con đường này, hắn bỏ lại tứ tượng Nazi lệnh cũng không ít, chính là vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Cha đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Nhạc Vận thoáng cái có chút mơ hồ, không hiểu dụng ý của Lạc Hồng. Lam Thải Nhi phản ứng ngược lại nhanh, sắc mặt có chút khó coi nói, cha đạo hữu, linh thú của ngươi phá cảnh có động tĩnh gì không? Khụ khụ, chắc mỗ cũng không rõ ràng lắm, nhưng để an toàn, chư vị đạo hữu vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn. Chắc, mỗ tuy có thủ đoạn rút lui, nhưng không thể mang theo quá nhiều người, chỉ có thể cam đoan Nhạc thượng sư một mình không lo. Lạc Hồng hơi lúng túng ho khan một tiếng nói, dù sao vừa rồi mọi người cũng đã từng xuất lực, Tiểu Kim có thể phá cảnh, có một phần khổ lao của bọn họ. Huynh muội Trung Linh nhìn nhau, không chút do dự phi độn về phía mình. Ngay cả Lạc Hồng cũng muốn chạy trốn, vậy nhất định có thể giết chết bọn họ, không chạy còn chờ cái gì. Sáu người Lam Thải Nhi thấy thế cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bất quá Lam Thải Nhi coi như chấn định, không có trực tiếp cắm đầu bỏ chạy, mà là hỏi, cha đạo hữu, ngươi cho rằng chúng ta nên rút lui bao xa mới có thể bảo đảm bản thân không có chuyện gì? Với tu vi của chư vị, nếu xảy ra tình huống xấu nhất, hẳn là phải độn ra ngoài ngàn dặm, an toàn mới có thể bảo đảm. Nhớ lại tình cảnh hai người Diệu Hạc dãy dụa cầu sinh lúc ấy, Lạc Hồng thần sắc trịnh trọng nói, cách xa ngàn dặm. Lam Thải Nhi kinh ngạc, nàng nhìn lại Tiểu Kim một cái, đem dòng chảy linh tử dạng nhung hoa cúc tơ sắp khép lại, ám toán sai lầm, vừa rồi liền phải quay đầu bỏ chạy mới đúng. Nếu là tình huống tốt nhất thì sao? Dù sao cũng không còn kịp rồi, Lam Thải Nhi dứt khoát hỏi cho rõ ràng. Tình huống tốt nhất chính là sợ bóng sợ gió một hồi, trước mắt chỉ là nhìn dọa người mà thôi. Bản thân Lạc Hồng cũng không tin sẽ có chuyện tốt như vậy. Đang lúc nói chuyện, một mùi hương kỳ dị tràn vào khoang mũi đám người Lạc Hồng, nhất thời làm cho chúng tu tích cốc nhiều năm như muốn ăn, muốn ăn. Không hề nghi ngờ,
Mùi hương này chính là từ trên người Tiểu Kim truyền ra, chính là chứng minh trực tiếp nàng muốn phá cảnh. Niết bàn hương, Trác đạo hữu, linh thú của ngươi chẳng lẽ có huyết mạch cực mạnh? Lam Thải Nhi hơi vểnh mũi lên, lập tức thập phần khiếp sợ nói. Khi phá cảnh sẽ xuất hiện niết bàn hương, không phải rồng thì chính là phượng chủng, hoặc là huyết mạch dị thú tương đương với nó, dù sao thì bất kể là loại nào cũng cực kỳ được. Niết bàn hương chứng minh Tiểu Kim có tiềm lực vô cùng, Lạc Hồng rất vui mừng, nhưng giờ này khắc này lại không hoàn toàn là một tin tức tốt. Bởi vì đối với loại dị hương này, thú loại là mẫn cảm nhất, mà hai bên hẻm núi Viêm Tinh chính là tà huyết hoang nguyên. Quả nhiên, Lạc Hồng cùng lo lắng, hai bên vách đá liền bắt đầu rung động, đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Huynh muội Trung Gia vừa mới trốn ra không bao xa, lúc này lại bối rối bay trở về. Trên mặt Trung Mông mang theo vẻ kinh hoàng, nói, chẳng biết tại sao, tà huyết hoang nguyên hình thành hai cỗ thú triều, đang thẳng đến hạp cốc. Lạc Hồng nghe vậy không có lập tức đáp lại, mà là quay đầu quan sát tình huống của Tiểu Kim. Linh tử lưu như bông cúc tơ lúc này đã khép lại, niết bàn hương cũng truyền ra khi khép lại, linh khí dao động đã dần dần ổn định, 8-9 phần 10 là sẽ không đột nhiên nổ tung. Nhìn linh cháo màu đỏ giống như nụ hoa, Lạc Hồng trầm giọng nói, thú triều là hướng về phía linh thú Trác Mỗ mà đến. Nói vậy các ngươi không ngăn cản đường đi của những hung thú này, chúng nó cũng sẽ không để ý tới các ngươi. Cho nên, nếu các ngươi cảm thấy nguy hiểm, muốn tạm lánh đi, lúc này lập tức rời đi, Trác Mỗ tuyệt đối sẽ không trách tội. Tiểu Kim phá cảnh ít nhất phải một ngày một đêm, trước đó Lạc Hồng phải ngăn cản thú triều quấy rầy. Lúc nói lời này, Lạc Hồng cũng không buông tay ra bắt lấy vai Nhạc Vận Hương, dù sao ngũ hành thạch vẫn còn trên người nàng. Những người khác có chết hay không hắn cũng không quan trọng, dù sao những gì nên nói hắn đều đã nói cả rồi, chỉ có Nhạc Vận là phải còn sống. Trác đạo hữu hoặc là không rõ tình huống của tà huyết hoang nguyên, mãnh thú nơi đó xem như là hung thú tập trung nhiều nhất toàn bộ hắc vực, phi cầm tẩu thú cái gì cần có đều có. Nếu cùng nhau vọt tới, chúng ta cho dù không muốn cản đường, sợ là cũng khó. Lam Thải Nhi cười khổ nói. Đương nhiên, thứ khiến nàng quyết định ở lại, chủ yếu vẫn là thần thái chấn định sau khi Lạc Hồng nghe nói thú triều. Nàng cho rằng Lạc Hồng nhất định có thủ đoạn đối phó thú triều. Sự thật cũng đúng là như thế, tiêu diệt toàn bộ thú triều Lạc Hồng không dám nói có thể làm được, nhưng chống đỡ một ngày một đêm trùng kích vẫn không thành vấn đề. Dù sao hắn cũng là trận pháp sư đệ nhất thiên nam. Thấy tất cả mọi người không có ý rời đi, Lạc Hồng cũng không nhiều lời, trực tiếp từ trong túi vạn bảo lấy ra một khối trận bàn cùng phần đông trận kỳ. Sau khi thi pháp hoa cả mắt một trận, trận bàn và trận kỳ đều được đặt vào vị trí chính xác. Tiếp theo, Lạc Hồng lại từ bên hông lau một cái, lấy ra một khối ngọc liễn tản ra hai khí hắc bạch. Đây chính là chí bảo của Hóa Ý Môn, âm dương như ý. Năm đó Lạc Hồng giúp Hóa Ý Môn hóa giải đại trận, muốn nghiên cứu nhiều hơn về bảo vật này, liền hướng Ngụy Vô Nhai đề nghị. Ngụy Vô Nhai vốn có ý giao hảo với Lạc Hồng, sau khi suy nghĩ một phen liền đáp ứng. Cho nên, Lạc Hồng lúc này bố trí chính là Càn Khôn Điên Đảo đại trận. Trong tiếng rung động ù ù cùng các loại tiếng thú giống, song ngư đồ hai màu đen trắng hiển hóa ra trên đỉnh đầu mọi người, trong trận rất nhiều đá vụn chậm rãi hiện lên. Đại trận vừa thành, Lạc Hồng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong chốc lát, hắn đột nhiên xòe bàn tay ra, hắc hồng hỏa nha bay ra, sau khi lượn một vòng liền chui vào mặt đất, không thấy bóng dáng. Chương 492, Bá chủ Hoang Nguyên. Sau khi bố trí những thứ này, Lạc Hồng cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn, liền lại từ trong vạn bảo nang lấy ra một viên ngũ thải bảo châu. Sau khi thi pháp một phen, Lạc Hồng liền ném nó lên đỉnh đầu, để nó ẩn vào trong trận pháp. Có ba tầng bố trí này, Lạc Hồng mới cảm giác không sơ hở tí nào, tế ra ma long thuyền, ngồi xếp bằng ở bên trên lẳng, lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, tiên phong của thú triều đã vọt tới bên ngoài trận pháp. Trong đó một bên là một đám sói răng nanh màu đen, một bên khác là một bầy nhện mặt người khổng lồ. Số lượng hai bên đều rất nhiều, gần như phủ kín mặt đất xung quanh. Tuy nhiên, thông qua khí tức cũng có thể thấy được phần lớn chúng chỉ là hung thú cấp thấp, chỉ có số ít đạt tới cấp độ nguyên anh. Sau khi chạy như điên đến ngoài trận, hai bầy hung thú không có bất kỳ ngừng lại nào, trực tiếp vượt qua trận pháp biên giới, tràn vào trong trận. Lạc Hồng lúc này mở hai mắt, đánh ra một đạo pháp quyết vào trận bàn. Chỉ thấy, trên không đại trận hắc quang song ngư chậm rãi chuyển động,
nguyên bản hai cỗ thú chạy như điên trên mặt đất, lập tức không bị khống chế lơ lửng lên, hướng đối phương đánh tới. Hung thú cấp thấp linh trí không cao, và lại bình thường chúng nó vẫn chém giết lẫn nhau, cho nên sau khi huyết nha hắc lang va chạm với nhân kiểm chi chu, lập tức cắn xé lẫn nhau. Bất quá tồn tại cao giai trong hai đàn thú coi như có chút linh trí, biết mục đích chủ yếu tới đây. Vì thế khống chế một mảnh tồn tại đê giai quanh thân, ý đồ thoát khỏi điên đảo càn khôn trận trói buộc. Nhưng điên đảo càn khôn trận huyền diệu dị thường, phương pháp duy nhất để phá trận của đám hung thú này là dùng lực phá trận, nhưng hiển nhiên lực của chúng không đủ. Lam Thải Nhi thấy đại trận có thể làm cho hai cỗ thú triều chém giết lẫn nhau, trong lòng an tâm. Thú triều đáng sợ nhất chính là phải đối mặt với mãnh thú công kích cuồn cuộn không dứt, lấy nhục thân yếu ớt của người tu tiên, cho dù là nanh vuốt của mãnh thú cấp thấp, cũng không ngăn cản nổi. Lúc này, lại khiến mọi người thoát khỏi tình cảnh bị vô số hung thú vây công. Nhưng Lam Thải Nhi biết rõ đại trận huyền diệu cũng có cực hạn, bọn họ phải ở trước khi đợt thú triều tiếp theo đến. Tận lực cắt giảm số lượng hung thú trong trận, nhất là những tồn tại cao giai không có chém giết lẫn nhau. Nhạc Vận vừa nghĩ ra phân lực, một bàn tay đã đè lại bờ vai của nàng. Nhạc Thượng Sư, xin không nên rời khỏi Trác Mỗ. Sau khi ngăn lại Nhạc Vận, Lạc Hồng liền toàn lực điều khiển trận pháp, mượn nhiều số liệu chính xác kiểm tra bên ngoài thân thể. Tận lực để mỗi một con huyết nha hắc lang đều có thể cùng một con nhân diện chi chu đối xứng. Dưới sự mượn lực như thế, cũng không lâu lắm, hai đàn thú liền bị cắt giảm hơn phân nửa số lượng, bên ngoài đại trận chất đầy thi thể hung thú. Hai đợt thú triều sau đó cũng không có gì khác nhau, chẳng qua là số lượng cao giai tồn tại nhiều hơn một chút, thực lực mạnh hơn một chút. Nhưng chỉ cần đối phương không thể phá vỡ điên đảo càn khôn trận thì cũng chỉ có thể bị đám Lam Thải Nhi giết chết. Thẳng đến khi hai tiếng nặng vật nặng thùng thùng truyền đến, thần sắc Lạc Hồng hơi đổi, quét mắt nhìn về phía vách đá hai bên. Chỉ thấy hai bóng đen to lớn đang nhanh chóng tới gần đại trận, rất nhanh liền hiển lộ thân hình. Một tên ly hỏa cuồng ngưu cao hơn trăm trượng, toàn thân xám trắng, một tên khác thì hình thể không kém độc nhãn cự nhân. Khí tức cả hai đều ở giữa nguyên anh trung hậu kỳ, nửa bên tà huyết hoang nguyên, chính là chúa tể một phương. Bây giờ lại bị động tĩnh tiểu kim phá cảnh hấp dẫn, hội tụ ở đây. Có chút phiền toái, tồn tại bực này vậy mà hai người cùng đi, không biết đám người Lam Thải Nhi có thể giúp ta ngăn chặn một người trong đó hay không. Ngay lúc Lạc Hồng buồn rầu, một tiếng cười sang sảng chợt từ ngoài trận truyền đến, ha ha, Lam đạo hữu, Quý Tông thật là hoành tráng, có thể dẫn dụ hai vị này từ chỗ sâu trong tà huyết hoang nguyên ra. Bất quá, mặc dù đại trận mà các ngươi bố trí huyền diệu dị thường, nhưng muốn ăn hết hai vị này vẫn là khó khăn vạn phần, không bằng để Nhạc Dương cung ta trợ giúp các ngươi một tay, như thế nào? Lạc Hồng nghe vậy trong lòng cả kinh, hắn vẫn đang toàn lực điều khiển đại trận, sơ sót dò xét bốn phía. Lập tức vội vàng đưa ra thần thức, đi về phía đầu nguồn của âm thanh. Rất nhanh, hắn đã cảm ứng được bốn đạo khí tức của tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Cha đạo hữu, Nhạc Dương cung là tông môn cao cấp đứng đầu trong 10 đại chính đạo của Đại Tấn. Độc nhãn của cự nhân chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế bảo vật của tông môn bọn họ hẳn là vì nó mà đến. Lam Thải Nhi lắp bắp kinh hãi, lập tức truyền âm nói với Lạc Hồng. Nếu đã như thế, Lam đạo hữu liền làm chủ những cự nhân kia cho bọn hắn, Trác Mỗ tự mình đi đối phó ly hỏa cuồng ngưu. Hòa Tiên Tông tại Đại Tấn danh đầu vẫn là rất thịnh, đối phương đã cho rằng việc này là do đám người Lam Thải Nhi chủ đạo. Vậy thì để họ cho rằng như vậy là tốt, ít nhiều có thể bán một chút mặt mũi. Phan Dương đạo huynh, bổn tông tiêu hao rất nhiều linh tài quý giá, mới dẫn hai con bá chủ hoang nguyên này rời khỏi hoang nguyên, làm sao có thể dễ dàng nhường được. Bản tông Mộc Phu Nhân và Ngũ Nhạc Thượng Nhân của Quý Cung chính là bạn tốt, xin đừng làm tiểu nữ khó xử. Lam Thải Nhi rất lanh lợi, trong lời nói cũng không lộ ra nhược thế, miễn cho tu sĩ Nhạc Dương Cung có tâm tư. Ha ha, Lam đạo hữu, ngươi nên biết lòng người không đủ rắn nuốt voi, thế công của hai vị hoang nguyên bá chủ các ngươi có thể ngăn cản không nổi, vẫn nên tiếp nhận hảo ý của chúng ta thì tốt hơn. Sau khi bị cự tuyệt, La Phan Dương cũng không để ý, lơ lửng ở ngoài trận, nhìn độc nhãn cự nhân cùng ly hỏa cuồng ngưu xung kích đại trận. Chỉ thấy Lam Thải Nhi tế ra một thanh thước ngắn xanh biếc, vung lên huyễn hóa ra vô số thanh liên tuôn về hướng độc nhãn cự nhân, ngăn chặn bước chân của hắn. Phòng chế linh bảo, Quý Tông thật sự bỏ ra vốn gốc. La Phan Dương mặc một thân đạo bào màu xanh đen, mặt lộ vẻ kinh người,
sau đó mỉm cười lẩm bẩm, nhưng như vậy, ly hỏa của Ngưu người nào có thể ngăn cản, cũng không thể còn một kiện phòng chế linh bảo a. Ngay khi La Phan Dương cho rằng Lam Thải Nhi nhất định sẽ năn nỉ hắn ngược lại, một tiếng kim loại va chạm kinh thiên động địa truyền đến. La Phan Dương quay đầu nhìn lại, khiếp sợ cực kỳ chứng kiến. Ly hỏa cuồng ngưu bị một màn lan pháp sĩ cứng rắn dùng thân thể ngăn lại. Người này tu luyện loại công pháp nào mà lại có lực lớn như vậy? Không tốt, chư vị sư đệ nhanh chóng đi trợ Lam đạo hữu một tay với ta. Nhìn thấy cảnh này, La Phan Dương chợt ý thức được, đám người Lam Thải Nhi rất có khả năng thật sự ăn hai con bá chủ hoang nguyên. Lúc này liền ngồi không yên, lấy cớ ra vẻ đạo mạo, liền phóng tới độc nhãn cự nhân. Phan Dương đạo huynh, ngươi làm gì vậy? Mau dừng tay. Lam Thải Nhi mừng thầm trong lòng, ra vẻ kinh sợ nói. Lam đạo hữu chớ trách, độc nhãn của cự nhân này đối với Nhạc Dương cung ta quá mức quan trọng, kính xin Lam đạo hữu muốn nhường một chút. La Phan Dương ngoài miệng nói khách khí, nhưng vừa ra tay liền đem Lam Thải Nhi gạt sang một bên, không cho nàng lựa chọn nào khác. Lúc này trên mặt Lam Thải Nhi vô cùng tức giận, nhưng kỳ thực lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa rồi đã diệt sát rất nhiều cao giai hung thú, pháp lực đã sớm tiêu hao đến thất thất bát bát. Lợi dụng phòng chế linh bảo ngăn chặn độc nhãn cự nhân, chỉ có thể để nàng cố gắng chống đỡ. Cũng may định lực của La Phan Dương không đủ, mới không để cho nàng lộ ra sơ hở. Bên kia, Lạc Hồng đã đấu với ly hỏa cuồng ngưu. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 493, Man Ngưu. Ly hỏa cuồng ngưu hình thể to lớn, một thân man lực chính là đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ nhất đại thành của Lạc Hồng, ứng phó cũng có chút cố hết sức. Không thể không thi triển thần thông bạch tước biến, cũng mượn nhờ trọng lượng của Trấn Hải Châu, như thế mới có thể ở giác lực chống lại nó. Ly hỏa cuồng ngưu đối với Lạc Hồng có thể đứng vững va chạm cũng là hết sức kinh ngạc, nhưng sau khi thấy rõ Lạc Hồng giống như con kiến hôi, không khỏi giận tím mặt. Chỉ thấy thân thể như đồng thau đúc thành của nó ầm ầm lóe lên, ly hỏa màu đỏ dâng lên, tựa như phủ thêm một tầng áo giáp hỏa diễm. Ngay sau đó móng trâu đào lên, mạnh mẽ vọt tới trước, sừng trâu sắc nhọn chọc thẳng vào Lạc Hồng. Đừng nhìn thân thể ly hỏa cuồng ngưu to lớn, nhưng động tác cực kỳ nhanh nhẹn, trong chớp mắt sừng trâu đã đến trước mặt Lạc Hồng, giống như hai ngọn núi lớn đè xuống. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức đến nỗi trực tiếp ngăn cản một kích toàn lực của đối thủ, lúc này quanh thân bạch quang chợt lóe, dùng ngũ hành độn né tránh đến bên mặt của ly hỏa cuồng ngưu. Bốp! Chỉ nghe Lạc Hồng hét lớn một tiếng, cơ bắp toàn thân căng phồng, trên chân phải sáng lên linh quang màu lam đậm, lập tức lấy tốc độ mắt thường không thể thấy được đá ra. Trong hơi nước phát ra âm thanh, ly hỏa cuồng ngưu bị đá mạnh vào mặt. Đông một tiếng, Lạc Hồng phảng phất như đá trúng một cái trống da bằng đồng, phát ra tiếng nổ mạnh nặng nề. Nhận một kích đại lực trầm này, ly hỏa cuồng ngưu không khỏi nghiêng đầu một cái, hai mắt mê chừng một lát, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại, hai mắt sung huyết phát ra tiếng giống giận rung trời động đất. Đúng là da dày thịt béo, xem ra bằng vào sức lực cơ thể ta bây giờ, còn không đập chết nó. Lạc Hồng hít sâu mấy hơi, trầm giọng nói. Sau trận giao thủ nhanh như chớp này, dù Lạc Hồng chưa thật sự làm ly hỏa cuồng ngưu bị thương, nhưng đã triệt để chọc giận nó. Hiện tại, trong đầu con hung thú bá chủ này chỉ có một ý niệm, đó chính là nghiền Lạc Hồng thành thịt nát. Về phần niết bàn hương gì đó đã bị nó hoàn toàn ném ra sau đầu. Đây chính là mục đích mà Lạc Hồng muốn đạt được, nếu không hung thú bực này xông thẳng tới Tiểu Kim, hắn cũng không ngăn cản quá lâu. Bằng vào lực lượng nhục thân không thể diệt địch, vậy cũng chỉ có thể từ trong nguyên thần cùng pháp lực mà ra. Nguyên thần của hung thú phổ biến yếu kém, lúc này Lạc Hồng muốn triển khai trận thế, thi triển lục lục diệt hồn chú. Nhưng mà, khiến người ta không thể tưởng tượng được chính là ly hỏa cuồng ngưu lại đồng thời sinh ra ý niệm đồng dạng với Lạc Hồng. Cũng không còn dùng thân thể xông tới, mà là trên đầu hai sừng lóe lên xích mang, bắn ra vô số ly hỏa nhận mang giống như thiên nhận. Đồng thời, hai chân trước nặng nề đạp xuống, dẫm lên mặt đất nứt toác, bắn ra vô số gai đất thô to. Đối mặt với pháp thuật thần thông uy lực cực lớn như vậy, Lạc Hồng cũng không dám dừng lại một chỗ. An tâm thi triển lục 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 diệt hồn chú, chỉ có thể né tránh bốn phía, thật sự không được liền dùng càn khôn chi lực thiên chuyển công kích. Dây dưa một lát như thế,
Lạc Hồng phát hiện ly hỏa của Ngưu lại không có một tia dấu hiệu bị kiệt lực, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn thoáng phân thần nhìn về phía chiến đoàn bên kia, tu sĩ Nhạc Dương Cung dựa vào một mặt bảo kính màu cam, có thể phản ngược lại thần quang xám trắng từ trong con mắt độc nhất của cự nhân bắn ra, mặc dù nhất thời không bắt được cự nhân, nhưng cũng vững vàng chiếm thế thượng phong. Mà đám người Lam Thải Nhi cùng Nhạc Vận lúc này đang cùng với các hung thú cấp thấp cao bị vây khốn trong điên đảo càn khôn trận đánh nhau. Mặc dù bọn họ có ưu thế cực lớn trong đại trận, nhưng số lượng hung thú thực sự quá nhiều, pháp lực của bọn họ đã dần dần thấy đáy. Không thể kéo dài thêm nữa, phải nhanh chóng giải quyết con thú này. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, lập tức ly hỏa cuồng ngưu từ dưới đất bay ra một con hỏa nha màu đỏ sẫm dài hơn một trượng. Con thú này một lòng một dạ đều đặt trên người Lạc Hồng, mặc dù cảm ứng được hắc hồng hỏa nha phát ra khí tức khủng bố, nhưng giờ phút này cũng không kịp né tránh. Sau một khắc, hắc hồng hỏa nha đâm đầu vào bụng ly hỏa cuồng ngưu, lập tức nuốt chửng một mảng lớn ly hoàn hỏa bên ngoài thân nó rồi lan tràn ra. Mà bộ vị bị hắc ô chân viêm bao trùm, ly hỏa cuồng ngưu cứng rắn kiên cường có thể kháng trụ một kích toàn lực của Lạc Hồng, giờ phút này đã có dấu hiệu nóng chảy. Gào! Ly hỏa cuồng ngưu bị đau giống giận, thần thông pháp thuật của nó cũng vì vậy mà bị đứt đoạn. Vì khu trừ hắc ô chân viêm trên người, ly hỏa cuồng ngưu bất chấp Lạc Hồng, vội vàng làm cho ly hỏa quanh thân đều hướng bộ vị bao trùm hắc hồng linh diễm dũng mãnh lao tới. Hai cỗ sóng lửa chống lại, bộc phát ra bạch quang chói mắt. Tuy rằng chân viêm đen thui vẫn vững vàng chiếm thượng phong, nhưng tốc độ lan tràn cũng bởi vậy mà giảm mạnh. Hơn nữa ly hỏa cuồng ngưu vốn là hỏa linh chi thể, thân thể lại cực kỳ mạnh mẽ, hắc ô chân viêm đối với bộ vị bao trùm tổn thương cũng không hiện ra. Nhưng chiếu theo tình thế này, qua mấy canh giờ nữa, ngay cả ly hỏa cuồng ngưu cũng sẽ biến thành nướng trâu dưới uy năng của hắc ô chân viêm. Nhưng Lạc Hồng không đợi được mấy canh giờ, chỉ thấy hắn vỗ vạn bảo nang bên hông, nhất thời một đạo lưu quang màu đen bay ra, chia làm 36 viên hắc châu trên không trung. Dưới sự điều khiển của thần niệm, rất nhanh phân bố chính xác ra mọi nơi xung quanh người hắn. Lục lục diệt hồn chú, chuẩn bị sẵn sàng. Một kích này mặc dù không nhất định có thể trực tiếp diệt sát nguyên thần ly hỏa của Ngưu, nhưng nhất định có thể khiến hắn bị thương nặng, đến lúc đó Lạc Hồng liền có thể vọt ra, trợ giúp đám người Lam Thải Nhi. Nhưng mà, ngay trước một khắc Lạc Hồng thi triển diệt hồn chú, trung tâm đại trận truyền đến linh khí ba động cực kỳ kịch liệt. Chẳng lẽ muốn nổ? Lạc Hồng không dám chậm trễ, lập tức nhìn về phía Tiểu Kim. Chỉ thấy nụ hoa bình thường không biết từ lúc nào đã hóa thành một viên cầu màu đỏ thắm. Lúc này, viên cầu đỏ thẫm đang dần dần thu nhỏ lại, phát ra ánh sáng ngày càng kịch liệt, dường như đang chuyển biến thành ánh sáng vàng. Nương theo những biến hóa bên ngoài là ba động linh khí phát ra càng kịch liệt cuồng bạo, mùi hương lạ lùng này cũng bỗng nhiên nồng đậm gấp mấy lần. Lần này, bốn người La Phan Dương vốn đang giao đấu với độc nhãn cự nhân ở ngoài trận, lập tức liền mũi hít sâu, ngửi ngửi rõ ràng. Niết bàn hương niết bàn thịt, Lam đạo hữu ngươi lại lừa gạt ta. Niết bàn hương tồn tại, có nghĩa là nơi đây có dị thú huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ đang phá cảnh. Đây chính là độc nhãn so với cự nhân, còn muốn bảo bối tồn tại. Trong mắt bốn người La Phan Dương lập tức dấy lên ngọn lửa tham lam, bốn người nhìn nhau, sau đó quyết định ra tay cướp đoạt. Nhưng kỳ quái là, mùi hương của bàn thịt có mùi càng thêm nồng đậm, vốn dĩ vì vậy mà đám hung thú bị hấp dẫn tới đều dừng bước. Sau đó chẳng biết tại sao lại không hẹn mà cùng quay đầu chạy như điên. Về phía lúc đến, ngay cả hai vị bá chủ hoang nguyên lúc này đều đồng thời lộ ra vẻ chần chừ, rất nhanh cũng gia nhập đại quân chạy như điên. Hai người căn bản không để ý dẫm chết bao nhiêu hung thú, toàn lực rời xa nơi đây. Lạc Hồng đương nhiên không thể để ly hỏa cuồng ngưu mang hắc ô chân viêm đi, lúc này vẫy tay, đem hắc hồng hỏa nha thôn phệ phần đông, rõ ràng khí tức trở nên mạnh mẽ hơn một phần triệu hồi. Sau đó hắn thu lại viên châu màu đen, quay đầu nhìn về phía đã hoàn toàn chuyển thành màu vàng, giống như một quả cầu linh quang chói mắt, mặt trời đang lên, ngưng âm nói, chắc chắn sẽ nổ. Chương 494, Diệt hình kim quang bạo. Trận linh bạo này uy lực khó có thể dự đoán, Lạc Hồng lắc mình một cái liền xuất hiện bên cạnh Nhạc Vận, đang định mang theo nàng truyền tống chạy trốn, lại phát hiện một tầng kim sắc quang cháo đang ở quanh thân hắn thành hình. Trong đó khí tức quen thuộc nói cho Lạc Hồng biết, tầng hào quang này chính là do Tiểu Kim ngưng tụ. Lạc Hồng lúc này liền hiểu ra, dừng lại lấy ra động tác của tứ tượng Na Di Phù, truyền âm thông báo cho mọi người,
để bọn họ tập trung đến bên trong màn hào quang. Hung thú liều mạng chạy trốn cùng không ngừng tăng cường linh khí dao động cuồng bạo, sớm đã để mọi người cực kỳ bất an, không biết làm sao cho phải. Cho nên, sau khi nhận được Lạc Hồng truyền âm, tất cả mọi người không có một chút do dự, lúc này liền phi độn ở bên cạnh hắn, tiến vào trong phạm vi màn hào quang màu vàng. Đương nhiên, Nhạc Dương cũng không mời mà đến bốn vị khách và công cụ nhân, tất nhiên là không có đãi ngộ như vậy. Cũng may tuy bọn họ có lòng tham nhưng càng tin tưởng linh giác của mình, sau khi cảm thấy không ổn lập tức phi độn chạy trốn khỏi chỗ cũ. Cũng không lâu lắm, nương theo một tiếng nổ động trời, chỗ tiểu kim phát sinh quang bạo kịch liệt có thể làm người mù, vô cùng vô tận kim quang như nước lũ tuôn ra bốn phía. Trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi ngàn dặm. Ở trong phạm vi này, đám người Lạc Hồng đang ở trong màn hào quang màu vàng, trừ hai mắt có chút đau đớn ra, cũng không có bất cứ cái gì khác thường. Mà những hung thú còn chưa chạy ra khỏi phạm vi kim quang bao trùm kia, lập tức gặp phải nguy hiểm. Chỉ thấy, phàm là hung thú bị kim quang bao phủ, vô luận là đê giai cao giai, nhục thân đều tan rã trong phút chốc, cảnh tượng này giống như bị diệt hình kim quang bao lại. Hiển nhiên, kim quang bạo phát thực chất chính là đại quy mô diệt hình kim quang bạo. Một khắc trước khi quang bạo phát sinh, linh giác của đám người La Phan Dương lại lần nữa cứu bọn họ một mạng, cảm giác tim đập cực độ làm bọn họ dừng lại, cuống quýt thi triển các loại thần thông hộ thân. Bởi vì không biết nguồn gốc cụ thể của uy hiếp, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng hết thủ đoạn có thể sử dụng. Mà khi bọn họ nhìn thấy kim quang trong chớp mắt, chính là thời khắc kim quang diệt hình bạo lâm thân. Trừ thủ đoạn hộ thân của kim hành gia, thủ đoạn phòng hộ còn lại đối với diệt hình kim quang đều không có tác dụng quá lớn. Tu sĩ tứ tông Nhạc Dương cũng không biết nội tình của diệt hình kim quang, tự nhiên không thể nào phòng ngự được, hơn nữa diệt hình kim quang bạo phát uy lực mạnh hơn nhiều so với tiểu kim ngày thường thi triển. Vì vậy, ngoại trừ La Phan Dương và một vị xích diện đạo nhân khác, hai người khác liền thấy kim quang chậm rãi xuyên thấu thủ đoạn hộ thân của bọn họ, lập tức bao lại nhục thân của bọn họ. Bi kịch hơn chính là, bởi vì thủ đoạn hộ thân của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đã suy yếu một ít uy lực của diệt hình kim quang bạo, cho nên bọn họ cũng không giống như mãnh thú, trong nháy mắt không hề thống khổ mà chết đi. Ngược lại là do làn da bắt đầu, từ ngoài vào trong hòa tan toàn bộ thân thể, quá trình vô cùng thống khổ. Ma đạo. Đây tuyệt đối là thủ đoạn của ma đạo. Sư đệ đồng môn kêu thảm thiết thê lương bên tai, kích thích thần kinh La Phan Dương, làm hắn thất thố hô to. La sư huynh, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta mau đi thôi. Xích diện đạo nhân hơi run run nói, lúc này bọn họ có thể không có việc gì, chỉ bằng vào việc trùng hợp có được thủ đoạn hộ thân của kim hành, nhưng đây cũng không phải là không có sơ hở nào. Nếu lưu lại trong diệt hình kim quang bạo quá lâu, cho dù là thủ đoạn hộ thân tương ứng cũng sẽ bị cưỡng ép phá bỏ. Hòa Tiên Tông lại cấu kết với ma đạo, ta nhất định phải đòi lại công đạo cho hai vị sư đệ đã vẫn lạc. La Phan Dương oán hận nói một câu, toàn lực phi độn thoát đi, thẳng đến khi hoàn toàn thoát ly phạm vi diệt hình kim quang bạo tạc. Mà ở trung tâm của vùng lửa nổ, đám người Lạc Hồng chẳng những không tổn hại chút nào, mà còn thưởng thức cảnh đẹp tràn đầy màu sắc trước mắt. Ở hướng tiểu kim, giờ phút này có thể mơ hồ thấy quang ảnh một con thần điểu dương cánh. Lúc đầu sau khi bùng nổ, linh khí dao động liền bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, không qua bao lâu, kim quang liền dần dần nhạt đi. Khi tất cả trở lại bình tĩnh, mọi người liền nghe một tiếng hót thanh thúy. Sau đó liền thấy một con kim vũ linh điểu thân dài không quá một thước, rơi xuống trên đầu vai Lạc Hồng, thân mật dùng đầu cọ vào má của hắn. Nếu không phải lúc này tiểu kim vừa mới phá cảnh, khí tức còn chưa thể hoàn toàn thu liễm. Cho dù là ai cũng không thể nhìn ra giờ phút này nàng đã là hóa hình trung kỳ, cũng chính là cửu cấp linh thú. Tuy động tĩnh lúc tiểu kim phá cảnh lớn đến lạ thường, nhưng bề ngoài cũng không có biến hóa gì, chỉ là trên ngực xuất hiện ấn ký hình hoa cúc tơ màu đỏ. Linh thú tiến giai nhanh hơn chủ nhân cũng là truyền thống cũ, chỉ cần tiểu kim không phải lập tức phi thăng linh giới, Lạc Hồng đều có thể tiếp nhận được. Chúc mừng Trác đạo hữu, linh thú phá cảnh thành công. Lam Thải Nhi kịp thời đưa lên chúc mừng, trải qua đoạn đường này, nàng hiện tại đã nhận định Lạc Hồng tương lai nhất định là nhân vật có thể quấy nhiễu phong vân nhân giới, ý tứ giao hảo cực kỳ rõ ràng. Ha ha, lần này còn phải đa tạ chư vị đạo hữu hết sức tương trợ, mấy tấm chú phù này liền xem như tạ lễ của chư vị đi. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Lạc Hồng cũng không phải là người keo kiệt,
Lần này ba người tu sĩ Hóa Tiên Tông và Nhạc Vận đều xuất lực không ít, làm nên một tấm diệt hồn chú phù tạ lễ. Vừa thấy diệt hồn chú phù, Nhạc Vận liền nhớ tới lúc nữ tu yếu ớt đối kháng với ma tu họ Hoàng đã tế ra viên Hắc Châu kia, nhất thời minh bạch Lạc Hồng sẽ xuất thủ với Âm La Tông. Hắn lại có liên hệ với Hóa Tiên Tông ở Đại Tấn Nam Cương xa xôi, hắn làm thế nào mà làm được? Nhạc Vận chỉ cảm thấy mình càng nhìn không thấu Lạc Hồng, không khỏi âm thầm kinh hãi. Mặc dù nguy cơ đã qua, nhưng pháp lực của mọi người đã tiêu hao 7-8 phần, cần nghỉ ngơi hồi phục một phen mới có thể tiếp tục lên đường. Cho nên để bảo đảm yên ổn lúc nghỉ ngơi, Lạc Hồng cũng không thu hồi đại trận. Nửa ngày sau, khi pháp lực của mọi người đều khôi phục gần hết, Lạc Hồng đánh ra mấy đạo pháp quyết về bốn phía. Thu hồi trận kỳ, còn có âm dương như ý. Đại trận vừa thu lại, nhất thời lộ ra ngũ thải bảo châu vẫn ẩn ở trong đó. Lúc này Lam Thải Nhi không khỏi nhìn ngũ thải bảo châu vài lần, dù sao đây là một đạo chuẩn bị cuối cùng của Lạc Hồng, lẽ ra là chuẩn bị tình huống xấu nhất, uy lực hẳn là tương đối bất phàm. Nhưng Lạc Hồng hiển nhiên không có ý định giới thiệu một phen, nàng cũng chỉ có thể chôn sâu phần hiếu kỳ này xuống đáy lòng. Tiếp tục đi về phía sau, không biết là do giết chết Viêm Tinh Vương, mà là do trận diệt hình kim quang bạo kia, mọi người tại Viêm Tinh Hạp Cốc cũng không gặp phải sự quấy rầy của Viêm Tinh. Vừa ra khỏi hẻm núi Viêm Tinh, trước mắt mọi người trở nên rộng rãi sáng sủa, linh khí nồng đậm quét sạch khí nóng trên người, khiến thần sắc mọi người sảng khoái. Đến nơi này chính là khu vực trung tâm linh khí thịnh nhất trong Hắc Vực, thượng cổ linh dược phân bố dày đặc nhất. Điều này cũng có nghĩa là đám người Lạc Hồng và Lam Thải Nhi mỗi người đi một ngả. Tiếp theo, bốn người Lạc Hồng liền muốn đi thẳng đến hố sâu trong toái không, mà nhóm người Lam Thải Nhi thì muốn toàn lực tìm kiếm minh diễm quả. Lam đạo hữu, chúng ta từ biệt, Trác Mỗ chúc ngươi chờ mã đáo thành công. Lạc Hồng chắp tay cáo biệt một phen, sau đó dẫn ba người Nhạc Vận đi thẳng đến hố sâu trên trời. Bọn họ bởi vì chuyện của Tiểu Kim mà chậm trễ không ít thời gian, lúc này cần phải dốc toàn lực lên đường. Nhìn Lạc Hồng biến mất ở chân trời, Lam Thải Nhi thổn thức một hồi, lập tức cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Quay người hướng các sư muội trầm giọng nói, chư vị sư muội, khu vực trung tâm Hắc Vực ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm, trước mắt lại mất đi Trác đạo hữu che chở, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, chớ có tham lam. Sau khi tìm được minh diễm quả, lập tức lui về tầng giữa Hắc Vực. Đám người nữ tu mảnh mai gật đầu xác nhận, thu hoạch chuyến này của các nàng đã đủ phong phú. Đại lượng tài liệu của hung thú cao giai nếu đổi thành tài nguyên tu luyện, trong các nàng ít nhất có một nửa có thể trong vòng trăm năm tiến giai nguyên anh trung kỳ. Ngay khi chúng nữ Hóa Tiên Tông bắt đầu dựa theo địa đồ tìm kiếm minh diễm quả, thì ở bên ngoài khu vực trung tâm Hắc Vực, có một đám tu sĩ chính đạo hội tụ ở phía trên một hồ nước màu xanh. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 495, Chính Đạo Tề Tụ. Vốn sâu thú sinh sống trong đầm nước này đã bị giết chết, linh dược thượng cổ được người hái đi, cảnh tượng bừa bộn. La huynh, ngươi nên biết mỗi canh giờ ở khu vực trung tâm Hắc Vực đều vô cùng quý giá, ngươi dùng chính khí lệnh triệu tập chúng ta đến đây, tốt nhất là có chuyện đủ quan trọng. Trong chúng tu có một vị thanh niên tu sĩ quần áo đẹp đẽ quý giá, giống như quân vương nhân gian, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn nồng đậm. Đô Sơn Hầu, bần đạo đã thỉnh ra chính khí lệnh, tất nhiên là có nguyên do, kính xin ngươi kiên nhẫn chờ một lát, đợi thập tông đạo hữu đến đông đủ, bần đạo tự sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Sắc mặt La Phan Dương hơi trầm xuống, tận lực khách khí nói. Chính khí lệnh chính là thứ mà mỗi lần 10 tông chính đạo tiến vào Hắc Vực, cao tầng của nó đều sẽ phân phát cho môn nhân các tông. Dựa vào nó có thể triệu tập tất cả tu sĩ chính đạo 10 tông tiến vào Hắc Vực. Hạ lệnh này là để ứng đối với âm mưu của ma đạo nhằm vào chính đạo, hoặc thuận tiện cho chúng tu liên thủ trừ ma. Dù sao thượng cổ linh dược trong Hắc Vực quá mức trọng yếu, số lượng hái được có thể quyết định hưng suy trong vòng 1.000 năm sau đó của tông môn, hai bên chính ma âm mưu lẫn nhau quả thực quá bình thường. Trên thực tế, khi phát hiện Hắc Vực chỉ mới sơ kỳ, chính ma song phương đã tranh đấu nhiều lần trong lúc Hắc Vực mở ra. Kết quả tự nhiên là lưỡng bại câu thương, linh dược thượng cổ cũng không hái được bao nhiêu. Khi hai bên ý thức được ở trong Hắc Vực cũng dễ dàng không làm gì được đối phương, liền bảo trì tương đối khắc chế, khiến cho hành trình đi tới Hắc Vực bình thản hơn rất nhiều. Nhưng phòng bị tương ứng, hai bên chưa từng thiếu.
Môn nhân của chân cực môn chúng ta đều đã ở đây, còn chưa tới cũng chỉ có người của Thái Nhất môn. Đô Sơn Hầu nhíu mày nói, hiển nhiên không có chút bất mãn với tu sĩ Thái Nhất môn, nhưng cũng có chút cố kỵ, không dám không khách khí như La Phan Dương. Tiếng nói vừa dứt không lâu, một giọng nam sang sảng từ phía chân trời truyền đến, chư vị đạo hữu thật có lỗi, Thái Nhất môn ta đến. Chậm một bước, ba nguyên anh tu sĩ mặc áo bào trắng cùng đi đến, cầm đầu là một bạch diện thiếu niên mắt nheo lại thành khe hở. Độn tới gần, thiếu niên mặt trắng mang theo vẻ hổ thẹn trên mặt, chắp tay thi lễ với chúng tu. Đô Sơn Hầu quét mắt nhìn ba người một cái, bất mãn trong lòng lập tức tăng vọt, ngữ khí lạnh lùng nói, Ôn đạo hữu, vì sao không thấy ân xảo? Chẳng lẽ ngay cả chính khí lệnh nàng cũng không để vào mắt? Nhân duyên của ân xảo thật sự chẳng ra sao cả, Đô Sơn Hầu vừa mới chất vấn, không ít tu sĩ liền lộ ra vẻ mặt bất mãn. Ân sư tỷ từ lúc bắt đầu luân hồi ám hà đã thất lạc với chúng ta, giờ nàng ở đâu, Ôn mỗ cũng không biết. Thiếu niên mặt trắng ôn hòa nói, nói xong không khỏi cười khổ một tiếng, hiển nhiên trong lòng của hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Không đến thì không đến, tính cách của nàng ấy, không đến ngược lại là một chuyện tốt. Bút Lạc Các mới nói, trong các tu sĩ có người nói như thế. Tiếng nói vừa dứt, liền truyền đến đông đảo âm thanh đáp lại. Lúc này, tu sĩ thập tông đã đến đông đủ, La Phan Dương cũng không thừa nước đục thả câu, lúc này nói một cách công bằng. Các vị đạo hữu chắc hẳn hoặc nhiều hoặc ít đều đã chú ý tới, mấy ngày gần đây những tu sĩ ma đạo kia giao lưu thường xuyên, hình như có hiện tượng sâu chuỗi. Mặc dù bần đạo âm thầm cảnh giác, nhưng khi đó cũng không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho đến hôm trước bần đạo cùng ba vị sư đệ đi tới Viêm Tinh Hạp Cốc, vô tình gặp được nhóm người Hóa Tiên Tông cùng Mạc Lan Pháp Sĩ. Chỉ thấy bọn họ không biết dùng thủ đoạn gì, lại dẫn tới thú triều vây công, càng dẫn hai vị hoang nguyên bá chủ vào trong hạp cốc. Bần đạo thấy bọn họ không địch lại, liền dẫn ba vị sư đệ ra tay tương trợ, giúp đỡ kẻ địch ngăn cản Độc Nhãn Cự Nhân. Mà đạo hữu Lam Thải Nhi của Hóa Tiên Tông kia cầm trong tay linh bảo phòng chế, bần đạo vốn tưởng rằng nàng sẽ ra tay ngăn cản Ly Hỏa Cuồng Ngưu. Không ngờ trong đám Mạc Lan Pháp Sĩ kia lại có một người, chẳng những có thể dựa vào lực lượng thân thể chống đỡ Ly Hỏa Cuồng Ngưu, hơn nữa còn có thể sử dụng một loại ma diễm màu đỏ thẫm, khiến Ly Hỏa Cuồng Ngưu chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nhưng mà lúc ấy bần đạo đang tranh đấu với Độc Nhãn Cự Nhân, cho nên không rảnh nghĩ đến quan khiếu trong đó. Lập tức dị biến kinh người đột nhiên nổi lên, bần đạo ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng làm cho người ta thèm nhỏ dãi, nhất thời hiểu được nguyên nhân dẫn tới thú triều. Nói đến đây, La Phan Dương dừng lại một chút, mới nói ra bốn chữ Niết Bàn Hương, lập tức khiến cho chúng tu xôn xao. Trong vạn thú nhân giới có thể sinh ra tồn tại có được chân linh huyết mạch, Đô Sơn Hầu cực kỳ khiếp sợ lẩm bẩm. Từ trong lời nói của hắn có thể biết được, chân cực môn có không ít bí mật liên quan tới linh giới. Vật nghịch thiên bực này há là thứ mà Hóa Tiên Tông có khả năng có được, trong đó tất có bóng dáng ma đạo tồn tại. Tu tiên giả có thể địch lại Ly Hỏa Cuồng Ngưu kia cũng không giống như là Mạc Lan Pháp Sĩ, chẳng lẽ là Cửu Vô Cực giả trang? Cửu Vô Cực vẫn chưa tu luyện ma hỏa thần thông, hẳn là nhân vật lợi hại ẩn giấu trong ma đạo. Trong mấy câu nói, các tu sĩ liên hệ Lạc Hồng và ma đạo lại với nhau. Không thể trách bọn họ võ đoán, chủ yếu là ở trong hắc vực thật ra chỉ có hai thế lực chính ma, mà hiện tại thế lực chính đạo đều tề tụ ở đây, tự nhiên là do ma đạo gánh tội thay. Ngoài ra cũng là bởi vì linh thú có huyết mạch chân linh cùng với thực lực mà Lạc Hồng bày ra, không giống như là xuất thân từ thế lực nhỏ. Ma đạo đưa linh thú huyết mạch bực này đến hắc vực để phá cảnh, quả thực có chút kỳ quái. Đô Sơn Hầu trầm ngâm suy nghĩ, theo lẽ thường, linh thú bậc này tất nhiên là được bảo hộ nghiêm mật, lúc phá cảnh mở toàn bộ tông môn đại trận đều là thao tác cơ bản nhất. Dù sao linh thú có thọ nguyên dài, mà huyết mạch mạnh yếu quyết định thần thông của nó lớn nhỏ. Nếu có thể bồi dưỡng linh thú chân linh huyết mạch đến cấp 10, sợ là có thể trực tiếp đối chiến với tu sĩ hóa thần kỳ. Chờ chút, bồi dưỡng đến cấp 10, hẳn là... Đô Sơn Hầu sợ hãi cả kinh, có chút không dám tin nhìn về phía La Phan Dương, đối phương dùng một ánh mắt khẳng định. Cũng nói, bần đạo cho rằng, lần này ma đạo đến đây là vì thiên tâm thần thụ mấy vạn năm còn chưa có kết quả kia. Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ cũng không khỏi lộ vẻ nghi ngờ, cảm thấy có chút khó tin. Ôn đạo hữu, xin hỏi ngươi đối đãi việc này như thế nào? Trong các tu sĩ có người hỏi như thế. Ôn Kha từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn không nói một lời, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa.
Được người hỏi, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, Phan Dương đạo huynh nói không thiếu đạo lý, huyết mạch càng mạnh mẽ thì càng khó phá cảnh. Đương kim nhân giới, chỉ sợ đúng là chỉ có linh khí hoàn cảnh ở hắc vực có thể làm cho linh thú chân linh huyết mạch đột phá gông cùm xiềng xích của bản thân. Mà thiên tâm quả do thiên tâm thần thụ sinh ra, có thần hiệu nói rõ phá chướng, bất kể là người hay thú đều có thể giúp nó đột phá. Căn cứ Phan Dương đạo huynh miêu tả, linh thú kia lần này phá cảnh, ít nhất đã có tu vi hóa hình trung kỳ. Nếu có thể ăn thiên tâm quả, ngày khác tất có thể thuận lợi bước vào hóa hình hậu kỳ, vô địch ở nhân giới. Những điều này chúng ta đều hiểu rõ, nhưng thiên tâm thần thụ mấy vạn năm nay chưa bao giờ kết ra một thiên tâm quả. Ma đạo chẳng lẽ có biện pháp để cho nó trong 20 ngày ngắn ngủi nở hoa kết quả? Có người đưa ra nghi vấn, đây cũng là nguyên do chủ yếu khiến chúng tu sĩ không muốn tin tưởng. Ha ha, Ôn Mỗ không biết được. Ôn Kha duy trì nụ cười ôn hòa, khiến người ta không nhìn thấu suy nghĩ chân thật. Trong lòng hắn, còn phải nói sao? Ma đạo tất không có khả năng đánh trận không chuẩn bị, chỉ sợ là thật có phương pháp thúc giục. La Phan Dương thấy chúng tu nghi ngờ rất nhiều, có chút gấp gáp nói. Do dự một chút, tay áo hắn run lên, vung ra hai quang đoàn, xấu hổ nói, hai vị sư đệ, quấy rầy các ngươi tĩnh dưỡng. Nhưng việc này quan hệ trọng đại, kính xin nhị vị sư đệ hướng chư vị đạo hữu nói kỹ một chút về thần thông của ma thú kia. Chỉ thấy, hai quang đoàn kia hơi ngưng tụ, hiển lộ ra thân hình như trẻ con, rõ ràng là hai nguyên anh. Chương 496, Toái không hồ sâu. Lưu đạo hữu, Vương đạo hữu, các ngươi đây là. Thấy rõ dáng vẻ suy yếu của hai nguyên anh, chúng tu đều kinh ngạc không thôi. Trách không được Nhạc Dương cung lúc này cũng chỉ có hai người đến, nguyên lai hai người khác đã vẫn lạc. Các vị đạo hữu, hai vị sư đệ này của bần đạo chính là thân thể đã ngã xuống trong động tĩnh mà ma thú phá cảnh ngày hôm trước gây ra. Thần thông của nó tàn nhẫn quỷ quyệt, lấy kim quang làm hình, khó lòng phòng bị. Nhớ tới cảnh tượng ngày đó mình hoảng sợ chạy trốn, La Phan Dương song quyền siết chặt, căm hận nói. Kim quang thần thông kia có thể tiêu bì thực cốt, một khi tới người liền không thể cứu vãn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thân của mình tựa như đất cát sụp đổ, quá trình đó thống khổ không chịu nổi, dày vò không gì sánh được. Trong đó một cái nguyên anh mặt mũi tràn đầy nghĩ mà nói ra. Lúc này, các tu sĩ im lặng, Nhạc Dương cung đã mất mạng, việc này tất nhiên không giả. Tất cả thần thông trong thần thông là khó giải quyết nhất, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh. Một khi đối phương thi triển, phần lớn thời gian phe mình chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Nếu ma thú này nắm giữ loại thần thông chân linh huyết mạch này, đợi tu vi đại thành, sợ là thật sự có thể dễ dàng giết chết những tu sĩ nguyên anh trung kỳ bọn họ. Nghĩ tới đây, chúng tu sĩ cảm thấy nguy cơ, lúc này liền suy nghĩ phương pháp ngăn cản việc này xảy ra. Thiên tâm thần thụ tới gần hố sâu trên không, người của ma đạo giả mạo thành người mặc lan, chắc là muốn mượn thân phận yểm hộ, không để người ta chú ý tới gần thần thụ. Mà nếu Mạc Lan không tiến về hố sâu toái không để thu thập giới tinh, tất nhiên sẽ khiến người hoài nghi. Cho nên bản hậu cho rằng thời cơ ma đạo động thủ thúc đẩy thiên tâm quả hẳn là mấy ngày cuối cùng. Đô Sơn Hầu vuốt cằm phân tích. Lời nói của hắn rất nhanh đã được tán thành, kết quả của thần thụ tất sẽ gây ra động tĩnh thật lớn, an bài mấy ngày cuối cùng không thể nghi ngờ là cực kỳ thỏa đáng. Nếu như thế, chúng ta chỉ cần ở mấy ngày cuối cùng ôm cây đợi thỏ là được, cũng không làm chậm trễ việc chúng ta hái linh dược thượng cổ. Sau khi suy đoán như vậy, các tu sĩ lập tức định kế, sau đó cũng không ở lại lâu, mỗi người tản ra bốn phía. Ôn sư huynh, ma đạo dục dịch, ân sư tỷ một mình. Ở bên ngoài, sợ gặp nguy hiểm, chúng ta có nên đi tìm một chút hay không? Trên đường phi độn, một vị tu sĩ nguyên anh của Thái Nhất Môn mang theo vẻ mặt lo lắng hỏi thăm. Với thủ đoạn thần thông của ân sư tỷ, tự vệ tất nhiên không có gì đáng ngại. Và lại sự tình nếu thật sự phát triển như đám người La Phan Dương dự đoán, động tĩnh náo nhiệt như thế, tự nhiên sẽ hấp dẫn nàng đến. Trước mắt chúng ta cần phải toàn lực tìm kiếm những loại thượng cổ linh dược mà đại trưởng lão giao phó. Ôn Kha hiển nhiên cực kỳ hiểu rõ ân xảo, biết rõ tính nết của đối phương. Ba ngày sau, bốn người Lạc Hồng lơ lửng ở một cái hố sâu không thấy đáy. Trên vách đá mọc đầy các loại thực vật huỳnh quang, thân sắc yên lặng khác nhau. Cha đạo hữu, kết quả dò xét như thế nào, đột ngột nhân đã đi xuống chưa? Nhạc Vận khẩn trương hỏi, nếu bọn họ đến chậm một bước, Mạc Lan nhất tộc trong vòng vạn năm không cần nghĩ đến chuyện trở mình.
Trác Mỗ không dò xét được khí tức đột ngột tiên sư, lấy tốc độ của chúng ta, đột ngột nhân hẳn là không kịp thu thập xong giới tinh trước chúng ta rồi thoát thân. Cho nên, chúng ta đại khái là chạy ở phía trước đột ngột nhân. Thu thập giới tinh cần hao phí không ít thời gian, người đột ngột chính là một đường thuận lợi, cũng không có khả năng sớm như vậy đi đến hố sâu toái không như bọn họ. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta sẽ đi xuống thu thập hết giới tinh, để cho đột ngột nhân vồ hụt. Trung Linh mang vẻ mặt hưng phấn nói, đối với việc khiến địch nhân đột ngột nhân kinh ngạc, nàng cực kỳ có hứng thú. Đừng cao hứng quá sớm, chúng ta cũng không thể sớm có quá nhiều đột ngột nhân, chỉ sợ đến lúc đó đi xuống sẽ dễ đi lên khó khăn, lại để Trác Mỗ bố trí một chút. Đột ngột nhân tuy người đông thế mạnh, lại có thánh nữ Lâm Ngân Bình tự mình xuất lĩnh, nhưng Lạc Hồng cũng không sợ. Bất quá, vị tiên sư tên là Mạc Hàn trong người đột ngột nhân kia có chút vấn đề, cho nên để an toàn, Lạc Hồng vẫn bố trí vài trận pháp ở hố sâu. Sau nửa canh giờ, Lạc Hồng thi pháp xong, bốn người không chần chừ nữa, thả người nhảy vào hố sâu. Vừa xuống trăm trượng, Lạc Hồng đã cảm ứng được sự tồn tại của khe nứt không gian. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khe hở màu bạc dài nhỏ như trăng lưỡi liềm, đang phun ra nuốt vào một tia không gian chi lực. Nhìn như mảnh mai vô lực, kỳ thực lại giấu giếm sát khí, nếu đụng phải, Lạc Hồng trừ phi toàn lực vận chuyển đại ngũ hành thông thánh quyết, nếu không cũng là kết cục một phân thành hai. Nơi đây sẽ có một cái hố sâu được gọi là toái không, chính là bởi vì trong hố có nhiều vết nứt không gian tồn tại. Hơn nữa càng đi đến cuối, số lượng khe hở không gian chẳng những gia tăng thật lớn, hơn nữa sẽ trở nên vô cùng ảm đạm, không dễ phát giác. Thậm chí ở khu vực gần đáy nhất, khe hở không gian sẽ hoàn toàn ẩn hình, cho dù dùng thần thức cũng không phát giác được. Tất nhiên, người Mạc Lan không có cách nào dò xét khe hở không gian ẩn hình, cho nên khu vực bọn họ thu thập giới tinh chính là tầng giữa và tầng dưới của hố sâu. Xuống chút nữa tuy có rất nhiều giới tinh tồn tại, nhưng tuyệt đối là có đi không về. Mặc dù là hoàn cảnh ác liệt như vậy, cũng có hung thú cư trú ở đây. Sau khi xuống 300 trượng, hơn 10 tứ dực ngô công khí tức hung hãn từ bốn phương tám hướng vây công bốn người. Nhạc Vận xòe bàn tay ra, một đóa bạch liên liền hiện ra, lập tức nàng thúc giục pháp lực, liền có hơn 10 đóa bạch liên lớn chừng quả đấm xoay tròn bắn ra. Hơn 10 con tứ dực ngô công kia lúc này dừng lại, đứng thẳng thân thể há mồm phun một cái, liền có hắc vụ màu đen tuôn ra, chụp thẳng vào bạch liên đang đánh tới. Nhưng mà, mặt ngoài bạch liên chỉ là linh quang rung động, liền đem khói độc tách ra, rắn chắc đụng vào trên giáp xác của những tứ dực ngô công này. Bạch liên nhìn như nhu nhược nhưng thực ra lại có sức mạnh rất lớn, cánh sen chuyển động phảng phất như liên tục có trọng chùy đánh lên thân thể tứ dực ngô công, rất nhanh làm cho giáp xác nổ tung mà chết. Hắc hống bốn cánh này chính là loại hung trùng thường thấy trong hố sâu, cũng không phải lần đầu tiên người Mạc Lan tới đây thu thập giới tinh, đương nhiên là đã chuẩn bị phương pháp nhằm vào. Trên thực tế, Lạc Vận tu luyện bạch liên diệu pháp, đối với đại bộ phận hung trùng trong hố sâu trong toái không đều có hiệu quả khắc chế. Lão phụ tóc trắng đã nói rõ trước đó, cho nên Lạc Hồng mới tùy ý Nhạc Vận ra tay, nếu không hắn sớm đã ném ra mấy đoàn hỏa hoa đỏ thẫm, đốt cháy những tứ dực hắc hống này thành tro. Theo bốn người tiếp tục xâm nhập, bọn họ gặp các loại hung trùng khác nhau tập kích, có ở trong vách đá, có ở trong khe hở không gian bay qua bay lại, nhiều đều là tồn tại nổi danh trên thiên địa kỳ trùng bảng. Bất quá, ba người Nhạc Vận ứng đối chúng nó có thể nói là xe nhẹ đường quen, hết thảy đều có bí thuật hoặc đạo cụ nhằm vào. Lạc Hồng cũng vui vẻ thoải mái, không ra tay. Trong hoàn cảnh lờ mờ, bốn người không biết đã hạ xuống bao lâu, đột nhiên xung quanh yên tĩnh, tiếng thổn thức của hung trùng biến mất không thấy gì nữa. Trác huynh, chúng ta đã đột phá tầng giữa nơi trùng thú tụ cư, từ đây chính là tầng dưới của hố sâu toái không. Bắt đầu từ đây, khe hở không gian sẽ trở nên ảm đạm không ánh sáng, rất khó cảm nhận. Hơn nữa có một số khe hở không gian còn có thể di chuyển bất định trong phạm vi, chúng ta phải cực kỳ thận trọng, Nhạc Vận trịnh trọng nhắc nhở. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 497, khe hở không gian. Rất khó cảm giác, thần thức Lạc Hồng đảo qua, chỉ cảm thấy vết nứt không gian bốn phía giống như ngọn đèn sáng trong đêm tối dễ thấy. Hơn nữa tốc độ du ly so sánh với tốc độ của tu sĩ Nguyên Anh mà nói cũng không tính là nhanh. Sau khi cẩn thận quan sát một phen,
còn có thể phát hiện trong đó có quy luật rõ ràng, như vậy sẽ làm giảm tính uy hiếp của nó. Nhưng khi thần thức của Lạc Hồng tiếp tục kéo dài đến cực hạn phía dưới, hắn kinh ngạc phát hiện ở nơi đó không có bất kỳ khí tức vết nứt không gian nào. Quả nhiên, khe nứt không gian hoàn toàn ẩn hình không cách nào dùng thần thức cảm giác. Lạc Hồng thầm nghĩ trong lòng. Đây là một hiện tượng rất thú vị. Lạc Hồng ở lúc cảm giác vết nứt không gian ảm đạm, cũng không cảm giác có gì khó khăn. Nói cách khác, vết nứt không gian cũng không phải phát sinh biến hóa về lượng, đến nỗi thần trí của hắn không đủ để dò xét, mà là chất phát sinh biến hóa mang tính căn bản, hoàn toàn ngăn cách thần thức dò xét. Bất quá Lạc Hồng biết rằng Hàn Lão Ma có thể dùng minh thanh linh nhãn trực tiếp nhìn thấy khe hở không gian hoàn toàn ẩn hình. Cho nên, lợi dụng thủ đoạn nhất định, vẫn có thể quan sát được khe nứt không gian ẩn hình. Minh thanh linh nhãn thoát thai từ dịch của linh nhãn chi thụ điều chế thuần dịch, Lạc Hồng đối với nguyên lý thần thông ít nhiều có thể đoán được một chút. Trùng hợp hắn cũng có thông linh nhãn tương tự, vô cùng có khả năng cũng có thể quan sát được khe hở không gian ẩn hình. Nghiên cứu không gian luôn luôn tương đối khó khăn, bởi vì dưới tình huống bình thường khe nứt không gian chỉ có thể tồn tại trong chớp mắt, sau đó sẽ bị lực lượng thiên địa san bằng. Cho nên trước mắt xem như một cơ hội tuyệt hảo để nghiên cứu không gian, Lạc Hồng không khỏi nổi lên ý niệm trong đầu. Ở trong thần thức của Trác Mỗ, những vết nứt không gian ảm đạm này đều rất rõ ràng. Như vậy đi, ba người các ngươi thu thập nửa bộ phận thu thập giới tinh, Trác Mỗ phụ trách nửa bộ sau. Cũng tốt, vậy làm phiền Trác huynh rồi. Nhưng Trác huynh nhớ kỹ, không nên xâm nhập quá sâu. Nhạc Vận không nghi ngờ gì, Lạc Hồng đã nguyện ra tay, công tác bọn họ thu thập giới tinh liền có thể thuận lợi không ít, nói không chừng trước khi đột ngột nhân đến là có thể xong việc. Nhẹ gật đầu một cái, thân hình Lạc Hồng đột nhiên rơi xuống phía dưới, người bên ngoài ở đây tất nhiên là không dám phi độn nhanh như hắn. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, lại có thể dễ dàng làm được việc này. Càng đi xuống hố sâu, thực vật huỳnh quang trên vách đá càng thưa thớt, đến vị trí Lạc Hồng hiện tại, cơ bản chỉ có một ít rêu xanh mơn mởn, cơ bản là một mảnh đen kịt. Rất nhanh, Lạc Hồng liền không nhìn thấy thân ảnh ba người Nhạc Vận, nhưng thần thức vẫn có thể cảm ứng được khí tức của bọn họ. Cho nên hắn cũng không sợ ba người đột nhiên gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, làm hắn không kịp cứu viện. Tuy Lạc Hồng có hứng thú rất lớn đối với việc nghiên cứu khe hở không gian ẩn hình, nhưng hắn cũng không phải là người nuốt lời mà mập. Trước đó, hắn muốn thu thập hết giới tinh ở xung quanh. Cái gọi là giới tinh, kỳ thật chính là tinh thể màu bạc được thai nghén ra từ trong không gian chi phong. Mà không gian chi phong chính là do rất nhiều khe nứt không gian phun ra nuốt vào không gian chi lực mà thành. Cho nên, giới tinh trong hố sâu toái không dứt mới có thể hái không dứt, nhưng cách mỗi ngàn năm cũng không thai nghén ra được bao nhiêu. Không gian chi phong lượn lờ xung quanh khe hở không gian, muốn thu thập thì phải tới gần khe hở không gian để thi pháp dẫn dắt, nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết. Nhưng Lạc Hồng là nam nhân từng dùng nhục thân đối cứng với vách tường không gian, chỉ là không gian gió không thể làm gì được hắn. Chỉ thấy hắn lắc mình một cái, rồi ẩn độn đến bên cạnh một đạo lưu phong màu bạc nhạt. Đưa bàn tay bao bọc linh quang ra thăm dò vào trong, phiêu đãng trong gió, chỉ có một cái là tinh thể màu bạc lớn cỡ đốt ngón tay. Ha ha, ngược lại có chút ngứa. Để ta xem, nơi nào còn có. Càng là tầng dưới, không gian chi phong càng nồng đậm, giới tinh cũng càng nhiều, thần thức Lạc Hồng đảo qua liền tìm được mấy chục viên giới tinh vị trí bất đồng. Hắn lúc này như chim yến xuyên qua rất nhiều khe nứt không gian, đem những giới tinh này nhất cất vào vạn bảo nang, hiệu suất vượt xa ba người Nhạc Vận gấp 10 lần. Sau khi xong việc, Lạc Hồng trực tiếp đem lời căn dặn của Nhạc Vận ném ra sau đầu, trực tiếp rơi xuống biên giới khu vực thần thức. Phía dưới hơn trăm trượng khu vực thần thức cảm ứng trống rỗng, ngay cả không gian gió lốc vốn nên tàn phá bừa bãi cũng không tồn tại. Nhưng tiền bối Mạc La Nhân cùng đột ngột nhân đã dùng tính mạng chứng minh, nơi đó là một cái tử vong chi địa trải rộng khe hở không gian ẩn hình. Vị trí này không sai biệt lắm, liền để cho ta tới nghiệm chứng phỏng đoán của ta đúng là không đúng. Nói xong, Lạc Hồng bấm niệm pháp quyết, lúc này hoa văn trên lông mày liền nứt ra, lộ ra một con mắt báo màu vàng sáng. Đây là tướng thứ hai mà Lạc Hồng vạn tướng luyện thành, thạch hóa yêu mục. Yêu mục vừa hiện, tầm mắt Lạc Hồng đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy thiên địa linh khí chưa bao giờ rõ ràng như thế. Linh khí vốn mờ mịt như khói, lại thoáng cái có cảm giác như có từng hạt, phảng phất như do vô số hạt cát thật nhỏ tạo thành. Đây cũng là thị giác mà linh tử hóa đá yêu mục mang đến.
Bất quá mặc dù Lạc Hồng đặt tên cho nó như thế, nhưng nó còn xa chưa tới trình độ có thể trực tiếp nhìn thấy linh tử. Nhưng như vậy cũng đủ để Lạc Hồng phát hiện những khe hở không gian ẩn hình kia. Chỉ thấy, chỗ thần thức đảo qua vốn trống không, đột nhiên hiện ra rất nhiều thứ bài bố lộn xộn, tản ra khe hở linh quang yếu ớt. Xem ra ta nghĩ không sai, Minh Thanh Linh Nhãn cũng có được thần thông tương tự như thị giác của linh tử, có thể cảm giác được linh khí lưu động cực độ yếu ớt. Mặc dù thần thức có thể cảm ứng được linh khí, nhưng yếu ớt đến dưới giá trị cực, hạn, liền không có tác dụng. Đây chính là nguyên lý vận hành của đa số thuật liễm khí. Sau khi quan sát được khe hở không gian ẩn hình, Lạc Hồng rất nhanh cho ra một kết luận, vết nứt không gian ẩn hình khác với vết nứt không gian bình thường. Ở chỗ cái trước không giống cái sau sẽ phun ra không gian chi lực, mà là sẽ sinh ra hấp lực cực kỳ yếu ớt. Loại lực hút này yếu ớt đến mức chỉ có thể dẫn dắt số lượng linh tử cực thấp, người tu tiên căn bản không thể cảm giác được. Thật kỳ quái, loại trạng thái này vết nứt không gian không nên lấp đầy sao? Vì sao trạng thái tồn tại của nó nhìn so với trạng thái bình thường còn muốn vững chắc hơn? Chỉ liếc mắt một cái, Lạc Hồng liền phát hiện khe hở không gian vô hình cực kỳ nhỏ. Chỉ có thể duy trì bộ dáng linh tử cấp thấp thông qua, khác biệt một trời một vực với khe hở không gian mắt thường có thể thấy được. Mà loại trạng thái khe hở không gian ẩn hình này, lực lượng thiên địa không nên thoáng thêm chút lực liền có thể lấp đầy nó sao? Vì sao nó còn có thể tồn tại? Lạc Hồng từng tận mắt nhìn thấy qua vết nứt không gian khổng lồ do hạt nhân nổ chết sinh ra. Bị lực lượng thiên địa san bằng, đối với năng lực tu bổ của thiên địa có khái niệm tương đối rõ ràng. Nhưng khe hở không gian ẩn hình đã tồn tại thì tất nhiên có chỗ hợp lý. Lạc Hồng biết hai nơi tồn tại khe hở không gian ẩn hình, một là Trụy Ma Cốc ở Thiên Nam, một là nơi này. Hai nơi này có không ít điểm chung, một là đều tồn tại rất nhiều khe nứt không gian, hai là linh khí nồng đậm hơn xa những địa vực khác ở nhân giới. Lạc Hồng lập tức sinh ra liên tưởng, có thể nguyên nhân khe hở không gian ẩn hình không có bị thiên địa lấp đầy hay không là do hai cái này. Rất hiển nhiên, phỏng đoán trên đó cho dù có thành lập, hai nguyên nhân này cũng chỉ là mặt ngoài. Nguyên nhân chân chính còn phải xem hai tồn tại này phân biệt sẽ mang đến biến hóa gì. Đây chính là bước tiếp theo suy nghĩ nghiên cứu của Lạc Hồng. Chương 498, Ký ức viễn cổ. Ở trong hư không, tràn ngập không gian phong bạo không ngừng nghỉ, xuyên thấu qua khe không gian, lực lượng không gian phong bạo sẽ thẩm thấu vào nhân giới, từ đó hình thành không gian chi phong. Bởi vì hoàn cảnh của hố sâu bị vỡ, không gian gió không dễ phát tán, quanh năm suốt tháng, thậm chí có thể hình thành kết tinh. Mà bản chất của không gian chi phong chính là tụ tập không gian chi lực. Nói cách khác, khi trong một khu vực tràn ngập lực lượng không gian thì năng lực của khe hở không gian thiên địa sẽ giảm đi, từ đó dẫn đến vết nứt không gian trong khu vực tồn tại lâu dài. Ngoài ra, không thể bỏ qua tác dụng nồng độ linh khí. Lạc Hồng suy đoán, sự tồn tại của không gian chi phong là nguyên nhân tất cả khe nứt không gian không bị lấp đầy, mà thôn phệ linh tử chính là căn bản tồn tại khe nứt không gian ẩn hình. Muốn nghiệm chứng điểm này, vô cùng đơn giản, chỉ thấy trong mắt dọc trên mi tâm Lạc Hồng sáng ngời linh quang, một cột sáng màu vàng bắn thẳng ra, bao phủ một khe hở không gian ẩn hình. Bị thần thông ảnh hưởng, linh tử xung quanh khe nứt không gian này nhanh chóng giáng linh, dần dần xuất hiện các chất đá màu xám trắng. Tương ứng, nồng độ linh khí trong khu vực này giảm nhiều, linh quang hiện ra trong thị giác của linh tử khe hở không gian chợt ảm đạm gấp mấy lần. Không cần Lạc Hồng làm gì nhiều, rất nhanh khe hở không gian ẩn hình biến mất trong thị giác của linh tử. Quá trình không có một chút động tĩnh, vô thanh vô tức khiến Lạc Hồng có chút không dám tin tưởng. Vì thế hắn tiện tay tế ra một cái phi kiếm pháp khí, khiến cho nó bay một hồi tại vị trí khe hở không gian vô hình, kết quả kiếm này thủy chung vẫn bảo trì nguyên vẹn. Nói cách khác, sau khi cắt đứt nguồn cung cấp của linh tử, khe không gian vô hình đã bị lực thiên địa lấp đầy. Lúc này, Lạc Hồng đột nhiên có ý tưởng lạ. Duy trì nồng độ linh khí đối với người tu tiên mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, đơn giản mà cung cấp pháp lực là có thể làm được. Vậy nếu có thể thu lấy khe hở không gian ẩn hình cho mình dùng, chẳng phải là có thể thu hoạch một đại sát khí có thể vô hình tiêu diệt địch sao? Khe hở không gian có thể di chuyển trong phạm vi nhất định, việc thu lấy nó cũng không phải là không thể. Nhưng khe nứt không gian và bản thân không gian kết hợp, muốn thu không thể thiếu pháp bảo không gian. Lúc này trên người Lạc Hồng không có bảo vật này. Cũng may trong Trụy Ma Cốc cũng có rất nhiều khe hở không gian ẩn hình, cho nên Lạc Hồng mặc dù bỏ lỡ cơ hội lần này,
nhưng cũng hoàn toàn không vội. Thời gian lưu lại trong hắc vực dù sao cũng có hạn, Lạc Hồng nghiên cứu cũng chỉ là nếm chút ít liền dừng lại, ghi chép một ít số liệu về sau, hắn dự định cùng ba người Nhạc Vận tiến đến hội hòa. Nhưng vào lúc này, túi linh thú bên hông hắn truyền đến một trận rung động. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, thả thông minh linh thử từ trong đó ra. Chỉ thấy một con chuột nhỏ lông bạc mũm mĩm đang dùng sức mạnh của con người trong lòng bàn tay Lạc Hồng, hai móng vuốt khoa tay múa chân kêu chi chi, nhìn rất là lo lắng. Ngươi cảm ứng được điều gì từ phía dưới? Bởi vì Lạc Hồng có thần niệm tương liên, cho nên đại khái có thể lĩnh hội ý tứ của hắn. Thông minh linh thử nghe vậy lập tức gật đầu nhẹ, sau đó nhắm hai mắt, trên thân lập lòe linh quang. Lập tức, trong nguyên thần của Lạc Hồng tiếp nhận một bức tranh. Chỉ thấy bầu trời trong phạm vi cực lớn như mặt kính vỡ vụn, một cây trường thương chọc thủng bầu trời với khí thế như muốn phá hủy bầu trời. Vô số tử lôi chen chúc tới, vẫn không thể ngăn cản được chút nào, cuối cùng ầm vang rơi xuống đất, dư uy quét sạch không biết bao nhiêu sinh linh. Đây là ký ức viễn cổ, cảnh tượng trong hình hoàn toàn khác với nhân giới hiện nay, bất kể là thực vật hay là dã thú, Lạc Hồng đều chưa từng thấy qua. Giải thích duy nhất chính là hình ảnh này đến từ thời kỳ nhân giới còn xa xôi hơn cả thời kỳ thượng cổ. Khi đó nhân tộc thậm chí còn chưa bắt đầu tu luyện, thiên địa chính là do các loại chim quý thú lạ chủ đạo. Đoạn ký ức này có thể từ viễn cổ truyền thừa đến nay, có thể nghĩ tràng cảnh lúc đó đối với tổ tiên thông minh linh thử tạo thành rung động lớn bao nhiêu. Thông minh linh thử đã có phản ứng như vậy, hiển nhiên nơi đây chính là chỗ trường thương kình thiên kia rơi xuống. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lạc Hồng nhất thời ngưng trọng, hắn do dự một chút sau thân hình rơi thẳng xuống. Nếu thật sự là như thế, Mạc Hàn mang đến cho ta một cảm giác đặc biệt, chắc chắn là vì vật dưới đáy hố này. Hắn đã ẩn thân trong đội ngũ đột ngột nhân, vật này tuyệt không thể rơi vào trong tay hắn. Nhẹ giọng tự nói, Lạc Hồng tránh đi một đạo lại một đạo khe hở không gian ẩn hình, trong mấy tức liền rơi thẳng xuống khoảng nghìn trượng. Lúc này, thần thức của Lạc Hồng đã có thể cảm ứng được sự tồn tại của đáy hố, nhưng phía dưới cách đó không xa. Khe nứt không gian ẩn hình dày đặc làm cho da đầu người ta run lên, trực tiếp chặn đường đi của hắn. Khu vực này không gian quả thực là thủng trăm ngàn lỗ, căn bản không có đường để đi. Không có đường, ta liền mở một con đường đi ra. Lạc Hồng khẽ quát một tiếng, yêu mục hóa đá tỏa ra linh quang màu vàng giống như lợi kiếm rơi thẳng xuống, mạnh mẽ phá vỡ trạng thái ổn định của rất nhiều khe hở không gian ẩn hình. Duy trì thần thông yêu mục, Lạc Hồng tiếp tục rơi xuống, cũng không lâu lắm liền xuyên qua phiến không gian tàn phá không chịu nổi kia. Dưới thân trăm trượng chính là đáy hố, nhưng thần thức Lạc Hồng không cảm ứng được gì. Bốn phía một mảnh đen kịt, trong mắt linh tử ngược lại sáng ngời đến quá mức, quang mang màu bạc che kín toàn bộ tầm mắt, chẳng những làm Lạc Hồng nhìn không rõ ràng, mà dần dần cảm nhận được lửa nóng. Không được, Lạc Hồng chỉ có thể khép lại vạn tướng thần nhãn, từ trong túi vạn bảo lấy ra mấy viên chân châu cực lớn chiếu sáng. Chứng kiến cảnh tượng này, hắn không khỏi trợn to hai mắt. Chỉ thấy, một cái đầu lâu bằng xương trắng to lớn hơn ngọn núi nhỏ nằm yên lặng trong đất đá, những bộ phận khác trên thân thể nó đều bị chôn sâu. Nhưng Lạc Hồng suy tính một chút liền biết, chủ nhân của cái đầu lâu màu trắng này khi còn sống thân thể dài ít nhất ngàn trượng. Mà thủ phạm vẫn lạc, giờ phút này cắm ở đỉnh chóp xương sọ. Đó là một đầu thương màu bạc dài nửa xích có thừa, mũi thương dính một phần huyết dịch đỏ sậm, nhìn không gì sánh được, tựa như phàm vật. Nhưng Lạc Hồng biết rõ đây là tác dụng che đậy, linh quang màu bạc tràn ngập tầm mắt vừa rồi của linh tử liền từ nó phát ra. Mũi thương màu bạc này có cấp linh cao hơn Lạc Hồng nhiều, thậm chí còn cao hơn nhân giới, cho nên trải qua vô số năm, tháng, cấp linh của nó vẫn giữ ở vị trí cao như cũ. Khá lắm, đây tuyệt đối là vật linh giới. Lạc Hồng vô cùng chấn động, trong lòng nhất thời cuồn cuộn suy đoán vô số. Một lát sau, hắn khắc chế cảm xúc, cân nhắc nên thu đầu thương màu bạc này như thế nào. Trực tiếp ra tay hoặc dùng pháp lực dẫn dắt đều là hành động không khôn ngoan, có trời mới biết như vậy có thể dẫn tới sự phản kích của đầu thương màu bạc hay không. Một khi xảy ra tình huống xấu nhất, Lạc Hồng tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi suy nghĩ một phen, Lạc Hồng quyết định dùng khôi lỗi thử một phen. Vì vậy, thần niệm hắn khẽ động, một đạo lưu quang đen thui từ trong túi vạn bảo bay ra, hóa thành một cự điêu màu đen dài hơn một trượng, bay về phía đầu thương màu bạc. Cạch một tiếng, cự điêu màu đen rơi xuống trên đầu lâu xương trắng, cách đầu thương màu bạc chỉ trong gang tấc, cũng không gây ra bất kỳ dị biến gì.
Ánh mắt Lạc Hồng ngưng trọng, lệnh cho hắc sắc cự điêu cúi đầu cắn về phía đầu thương màu bạc, muốn kéo nó lên. Khoảnh khắc hai người tiếp xúc, một cảm giác tim đập nhanh từ đáy lòng Lạc Hồng đột nhiên nảy sinh. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 499, Ngân Đầu Văn. Chỉ thấy, rất nhiều ngân khoa văn bỗng nhiên hiện ra trên đầu thương màu bạc, lập tức không gian bốn phía giống như tấm gương bị nghiền nát. Cuồng bạo không gian chi phong mãnh liệt tuôn ra, nuốt vô số cự điêu khôi lỗi đã vỡ thành khối, vào trong hư không. Không gian ba động kịch liệt như thế, lập tức tại phiến không gian thủng lỗ chỗ này nhấc lên dây chuyền phản ứng, vô số vết nứt không gian bị xé rách hợp nhất. Toàn bộ hố sâu đung đưa dường như sắp sửa rơi vào hư không. Cũng may thiên đạo nhân giới coi như cấp lực, hoặc là nói đầu thương màu bạc không có động thật, không gian dưới đáy hố sâu dần dần ổn định lại. Bất quá, vừa rồi một kích kia khiến cho đại lượng không gian chi lực cuồng bạo thẩm thấu vào nhân giới, diễn biến thành một cỗ không gian chi phong thập phần hung mãnh. Dù chưa đạt tới trình độ làm người nghe biến sắc của không gian phong bạo, nhưng vội vàng không kịp đề phòng, cũng là cực dễ gặp trọng. Lạc Hồng thấy hắn lao lên phía trên, vội vàng thôi động bí pháp, bằng vào thần thức cường đại đơn phương truyền âm cho Nhạc Vận, mau chóng chuẩn bị chống cự trùng kích. Nhạc Vận lúc này còn đang cẩn thận từng ly từng tí thu thập giới tinh, đột nhiên nhận được Lạc Hồng truyền âm, không khỏi giật mình trong lòng. Sau khi ngẩn ra một chớp mắt, nàng cảm nhận được trong lời nói Lạc Hồng có ý tứ lo lắng, chợt biết phía dưới tất nhiên đã xảy ra phiền toái không nhỏ. Lập tức hướng huynh muội chung ra cách đó không xa hô, Trác huynh cảnh báo, nhanh chóng dựa vào vách đá, toàn lực tự bảo vệ mình. Thần thông của Lạc Hồng sớm đã khiến hai huynh muội thuyết phục, vừa nghe là cảnh báo của hắn, không hỏi gì. Đã độn về phía vách đá gần nhất, thi triển thủ đoạn hộ thân mạnh nhất của bản thân. Mấy hơi thở sau, không gian ba động cuồng bạo xông vào phạm vi thần thức của ba người, chỉ thấy một đạo không gian chi phong vô cùng mãnh liệt tựa như ngân sắc cuồng long vọt tới. Những nơi đi qua, không gian chi phong rải rác bị cuốn vào, khiến uy thế càng ngày càng mạnh. Vết nứt không gian cũng nhao nhao khoét trương, càng có không ít vết nứt mới sinh ra, khiến cho trong hố sâu vết nứt không gian phân bố phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu ba người vẫn còn đang thu thập giới tinh, thì có xác suất rất lớn trực tiếp đụng phải khe hở không gian, khó giữ được tính mạng. Bất quá, cho dù ba người dựa vào vách đá, lúc này cũng không dễ chịu. Ba người Nhạc Vận chỉ cảm thấy không gian của bản thân phảng phất như biến thành một đống thịt đông, không ngừng phát sinh vặn vẹo và rung động rất nhỏ. Vì bảo vệ bản thân, bọn họ không thể không vận chuyển lượng lớn pháp lực, độ tức như năm. May mà luồng cuồng phong không gian này tới nhanh, đi cũng nhanh, mấy tức sau ba người liền thoát ly hiểm cảnh. Nhìn không gian cuồng phong trên đỉnh đầu nhanh chóng đi xa, Trung Mông lộ vẻ cười khổ, thở dài nói, thế giới tinh còn lại tất nhiên đều bị cuốn vào, sợ là không cách nào thu thập. Giới tinh cần lọ chứa đặc thù, nếu như lộ ra trong hoàn cảnh bình thường sẽ nhanh chóng phát huy, lao ra ngoài tản xuống hắc vực như vậy, không quá ba khắc, tất nhiên sẽ phát huy không còn. Không sao, chắc hẳn Trác huynh cũng hái được không ít, chúng ta cộng lại hẳn là hoàn toàn đủ dùng. Chỉ cần không rơi vào tay người đột ngột thì đều có thể chấp nhận được giới tinh dư thừa. Nhạc Vận cũng không cảm thấy tiếc nuối, dứt lời liền nhíu mày nhìn xuống phía dưới. Cũng không biết phía dưới xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến cho không gian ba động kịch liệt như vậy. Nhạc Thượng Sư, chúng ta có nên xuống dưới điều tra một phen không? Trung Linh có chút không yên lòng nói. Trác huynh đã có dư cảnh báo chúng ta, theo lý không có gì đáng ngại, hiện tại khe hở không gian phần lớn đều đang trong trạng thái bất ổn, chúng ta vẫn nên yên lặng chờ đợi ở đây thì tốt hơn. Nhạc Vận rất tự biết mình nói. Sự thật cũng đúng như lời nàng nói, mặc dù Lạc Hồng rất là kinh hãi, nhưng bản thân không hề bị thương. Chỉ vì, lúc hắn phát giác không ổn, liền trốn vào thông đạo hắn đã thông dưới đáy hố. Xung quanh thông đạo không có khe hở không gian tồn tại, cho nên khi dị biến phát sinh hình thành tồn tại tương tự như phong nhãn, Lạc Hồng cảm nhận được áp lực thậm chí so với ba người Nhạc Vận còn nhỏ hơn. Sau khi dị biến lắng lại, Lạc Hồng một lần nữa độn ra ngoài trăm trượng, chỉ thấy không gian nơi này đã khôi phục nguyên dạng. Nếu không phải khí tức của không gian cuồng phong còn ở trong phạm vi thần thức của hắn, hắn sẽ hoài nghi hết thảy vừa rồi có phải là ảo giác hay không. Bạch cốt đầu lâu cũng hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng cự điêu khôi, lỗi xác thực đã biến mất đến cặn cũng không còn.
Lạc Hồng chăm chú nhìn về phía mũi thương màu bạc, chỉ thấy văn biển ngẫu màu bạc đã biến mất hoàn toàn. Ngân Khoa Văn cùng Kim Ngô Văn đều là phù văn tiên gia trên Kim Cương Ngọc Thư, Lạc Hồng đến nay vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng, mà trên đầu thương này lại có Ngân Khoa Văn tồn tại. Khá lắm, nói không chừng đây là một khối huyền thiên tàn phiến đấy. Lạc Hồng không khỏi tặc lưỡi nói. Trải qua dị biến vừa rồi, Lạc Hồng hiểu rất rõ, đầu thương màu bạc này không thích bị đụng chạm. Điều này làm cho Lạc Hồng phạm vào khó khăn, người khác không biết huyền thiên chi bảo lợi hại, hắn còn có thể không biết sao. Loại bảo vật này ở linh giới đều có thể gây ra một phen gió tanh mưa máu. Lúc này bảo Lạc Hồng từ bỏ, hắn lại có thể nào cam tâm. Nhưng huyền thiên chi bảo hoàn toàn chính là điểm mù tri thức của Lạc Hồng, hắn căn bản không biết nên bắt nó làm sao bây giờ. Chẳng lẽ muốn mượn tay Mạc Hàn? Không được, quá nguy hiểm, chỉ cần người này có thể mượn uy năng của bảo vật này, ta sẽ phải chết ngay tại chỗ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Hồng vẫn là quyết định dùng biện pháp của hắn lại thử một lần. Nếu như không thành, hắn liền cùng Mạc Hàn kia đánh một trận, siêu hồn ép hỏi tình báo, nhưng tuyệt không thể để hắn tới gần đầu thương màu bạc. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng tâm thần vừa thu lại, trong miệng niệm động pháp quyết phong cách cổ xưa, một lát sau một đạo linh quang màu trắng nhũ từ chỗ mi tâm hắn hiện lên. Ngay sau đó, nửa miếng ngọc như mỡ dê từ mi tâm hắn chui ra, chậm rãi rơi xuống trước ngực hắn. Đây chính là nửa khối kim khuyết ngọc thư mà Lạc Hồng đoạt được từ trong hư thiên điện. Còn không đợi Lạc Hồng thi pháp thôi động cấm chế trên kim khuyết ngọc thư, đầu thương màu bạc đã có phản ứng. Chỉ thấy trên đó ẩn hiện ngân chát văn, lại một minh mộ ám, tựa hô ứng với kim khuyết ngọc thư. Thấy tình hình này, Lạc Hồng không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng đóng lại một phần cấm chế mà cổ tu ở trên kim khuyết ngọc thư lưu lại, triển lộ khí tức không bỏ sót chút nào. Lúc này, ngân sắc thương phát ra từng trận thanh âm vù vù, lập tức kết một tiếng giòn vang, chính mình từ trên bạch cốt đầu lâu rút ra. Mà ngay khi đầu thương rút ra, đầu lâu bằng xương trắng lập tức hóa thành cát mịn, rơi lả tả xuống đất. Lạc Hồng chờ giây lát thấy hắn một mực lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, liền lấy hết can đảm đánh ra một đạo pháp quyết vào kim cương ngọc thư trước ngực, lệnh nó bắn ra một đạo quang trụ màu ngà sữa, chậm rãi dẫn đầu thương màu bạc tới. Thấy vẫn im lặng, không có ý phản kháng, Lạc Hồng lá gan lớn một chút, thi pháp kích phát phong ấn cấm chế trên kim khuyết ngọc thư, làm cho một tầng linh quang màu trắng sữa bao vây lấy hắn. Quá trình phong ấn cũng vô cùng thuận lợi, ngay khi Lạc Hồng muốn vô ý thức đem đầu thương màu bạc thu vào trong vạn bảo nang, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Bảo vật này cảm ứng được khí tức của kim tử ngọc thư mới an phẫn được, nếu như không còn liên hệ, sợ rằng lập tức sẽ phát uy. Chương 500: Biến cố Mạc Hàn. Do dự một chút, Lạc Hồng cắn răng đem nửa đoạn kim khuyết ngọc thư thu vào trong đầu. Trên đầu thương màu bạc đã có ngân khoa văn, vậy gánh chịu chút phong hiểm cũng không phải không thể tiếp nhận. Cũng may vận khí của Lạc Hồng cũng không tệ lắm, đầu thương màu bạc rất an phận tiến vào thức hải của hắn. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Lạc Hồng không khỏi lộ ra nụ cười hưng phấn, đang muốn bay lên trên, bên tai chợt nghe được tiếng động của dây tác tác. Thần thức tìm tòi, phát hiện trên không có rất nhiều xác trùng rơi xuống, bởi vì nửa đường bị vết nứt không gian cắt nhỏ không chịu nổi, giờ phút này tựa như hạt mưa đập xuống. Trải qua lần này, e là hung trùng trong hố sâu trên không trung sẽ không còn gì. Lạc Hồng khẽ lắc đầu lẩm bẩm, không có chút áy náy nào là tai bay vạ gió. Chống lên linh cháo hộ thân, hắn lại mở ra yêu mục hóa đá, cấp tốc độn đi. Ngay tại một canh giờ trước, trên không một mảnh sa mạc màu trắng ở rìa hố sâu, hai nhóm tu tiên giả đang kịch đấu. Tôn Chấn Dương, bản tộc không thù không oán với Cửu U Tông, các ngươi tội gì phải làm khó dễ chúng ta ở đây? Lâm Ngân Bình mặt mang lụa trắng tức giận không hiểu sao nói với nam tử tóc dài đối diện nàng, đồng thời trên tay pháp quyết không ngừng, thúc giục pháp bảo tấn công mạnh mẽ. Mà Tôn Chấn Dương của Cửu U Tông kia không sợ chút nào, nhẹ nhõm hóa giải thế công của Lâm Ngân Bình. Hừ lạnh một tiếng nói, trong đám người Mạc Lan đã xuất hiện thiên kiêu chính đạo, người đột ngột các ngươi sợ cũng khó nói. Nếu muốn chứng minh trong sạch, thì ngoan ngoãn tiếp nhận chúng ta kiểm tra thực hư, nếu không chờ người của huyết thê môn tới, sẽ không đơn giản như vậy. Đã là người Mạc Lan đắc tội các ngươi thì liên quan gì đến bổn tộc chứ? Mọi người đều biết bổn tộc luôn luôn cùng Mạc Lan nhất tộc như nước với lửa, quả quyết không có khả năng liên minh.
Lâm Ngân Bình nhất thời không biết là do khí Mạc Lan gây ra sự cố hay là tức giận với Ma Tông Đại Tấn làm việc bá đạo, trong lòng buồn bực không thôi. Hừ, Tôn Mỗ vẫn nói câu kia, tiếp nhận chúng ta kiểm tra thực hư, nếu không đừng trách Tôn Mỗ ra tay độc ác. Tôn Chấn Dương không hề nhường nhịn, trước đây khi hắn nhận được tin tức Mạc Lan nhân diệt sát Âm La Tông, còn không để ở trong lòng, dù sao chuyện này không liên quan đến mình, tất nhiên sẽ treo cao. Nhưng không bao lâu sau, hắn liền phát hiện hành động của tu sĩ chính đạo khác thường, không chia ra tìm thuốc mà lại hoạt động ở khu vực gần đó, càng không có chuyện tranh đoạt linh dược thượng cổ xảy ra. Nhất thời, hắn rùng mình. Những hành động này đều cho thấy sự ăn ý không biết giữa 10 tông phái chính đạo, mà mục tiêu của chính đạo chỉ có thể là ma đạo bọn họ. Không hề nghi ngờ, chính đạo thập tông cấu kết với nhau, lại âm thầm chuẩn bị động tác lớn gì đó. Đang lúc Tôn Chấn Dương cảm thấy không ổn, bỗng nhiên gặp người đột ngột, vì vậy liền nhớ tới tình báo Thiên Ma Tông nhắn nhủ, ngăn đám người Lâm Ngân Bình lại. Lâm Ngân Bình xuất lĩnh đột ngột tiên sư dọc theo con đường này, cũng không tính thuận lợi, nhiều lần xông nhầm vào khu vực tồn tại hung thú khó chơi, bị chậm trễ nhiều ngày. Cho nên, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi lo lắng, sợ bị Mạc Lan đoạt trước đến hố sâu trong không trung. Lúc này bị Tôn Chấn Dương xuất lĩnh ma tu cửu U Tông ngăn cản, đám người Lâm Ngân Bình tự nhiên là phá lệ tức giận. Hơn nữa đối phương há miệng muốn bọn họ phối hợp, muốn thi pháp kiểm tra công pháp tu vi của bọn họ, hành động vô lễ lại nguy hiểm như thế, đám người Lâm Ngân Bình sao có thể cho phép. Lập tức một lời không hợp, hai bên liền giao thủ. Nhưng cửu U Tông không hổ là một trong thập đại ma tông của Đại Tấn, một nhóm tuy chỉ có 5 người, nhưng thần thông đều phi phàm, lại có thể địch lại 8 vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ Lâm Ngân Bình. Mắt thấy kéo dài không quyết, Ngân Lâm Bình cắn răng một cái, từ bên hông lấy xuống một cái túi linh thú tế lên không trung. Nhất thời, miệng túi kim quang chớp động, bay ra hơn 10 đóa kim hoa, đúng là phệ kim trùng mà đột ngột nhân hao hết vô số năm tháng mới bồi dưỡng ra. Danh tiếng phệ kim trùng tại Đại Tấn giống như sấm bên tai, thấy đối phương tế ra hung trùng lợi hại như vậy. Thần sắc Tôn Chấn Dương ngưng tụ, hai mắt lập tức liền trở nên đen như mực một mảnh, phảng phất có thể hút người vào cửu U Minh Ngục. Chợt, sau lưng hắn tuôn ra vô số bóng rắn đen kịt, chặn một đám kim hoa bay vụt đến. Song phương vừa ra tay toàn lực, triệt để chuyện không còn đường hòa giải. Nhưng đang đợi bọn họ ra sức phân thắng bại, một cỗ không gian ba động kịch liệt xông vào thần thức của mọi người. Không gian mãnh liệt rung động làm cho đột ngột nhân cùng cửu U Tông Ma Tu cũng không khỏi quá sợ hãi, không hẹn mà cùng dừng động tác trên tay, hướng ngọn nguồn không gian chấn động nhìn lại. Chỉ thấy một cỗ cuồng phong màu bạc nhạt từ trong hố sâu phá không cuốn ra, vặn vẹo mảng lớn không gian xung quanh, thậm chí trong lòng tạo ra vết nứt không gian mới. Lần này động tĩnh có thể nói là thật lớn, ngay cả những người cách xa bọn họ mấy trăm dặm cũng có thể cảm ứng được không gian chấn động rõ ràng, lại bị một chút ảnh hưởng. Không tốt, không thể thoát khỏi gió không gian. Lâm Ngân Bình sửng sốt một lát, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau khi thoát khỏi sự bao bọc của gió lốc không gian, giới tinh sẽ nhanh chóng phát huy. Trước mắt mặc dù nàng không biết trong hố sâu toái không xảy ra chuyện gì, nhưng nàng rất rõ ràng bọn họ nếu như không động tác nhanh lên, chuyến này sẽ phải đi một chuyến tay không rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Ngân Bình không còn cố kỵ gì nữa, liền muốn tế ra bảo vật truyền thừa của đột ngột nhất tộc, Thiên Lan Thánh Đỉnh. Nhưng mà nàng không nghĩ tới trong nhóm người mình còn có người so với nàng còn gấp hơn. Ở sau khi không gian ba động truyền đến một cái chớp mắt, sắc mặt Mạc Hàn một mực cùng một vị đột ngột tiên sư khác đối kháng một vị ma tu cửu U Tông chợt trở nên xanh mét. Lập tức phi thân lui về phía sau hơn 10 trượng, thần niệm vừa động lấy ra 18 cây hắc sắc trường châm, dưới pháp lực thúc dục, càng cắm tất cả vào 18 chỗ đại huyệt quanh thân. Bị bí pháp này kích thích, khí tức Mạc Hàn lập tức tăng vọt, toàn thân tràn ra quỷ vụ màu đen nồng đậm, trong thời gian ngắn liền bao phủ một mảng lớn thiên không. Còn không đợi ma tu cửu U Tông đối diện phản ứng, hơn 10 đạo quỷ khí như không, xuyên qua linh cháo hộ thân của hắn, trực tiếp chui vào trong thân thể. Sau một khắc, một nguyên anh màu đen đã bị kéo ra khỏi thân thể, quỷ vụ xung quanh ồ ạt xông lên, ngay sau đó liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đợi quỷ vụ tản ra, nguyên anh của ma tu cửu U Tông kia đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại nhục thân ấm áp. Mạc Hàn đột nhiên bộc phát thủ đoạn quỷ dị, lập tức làm 4 người Tôn Chấn Dương kinh sợ không thôi. Lâm Ngân Bình, ngươi dám giết trưởng lão cửu U Tông ta? Giết thì đã sao? Bổn tộc cũng không phải mặc cửu U Tông các ngươi khi nhục.
Kỳ thật giờ phút này trong lòng Lâm Ngân Bình cũng đang thầm oán giận Mạc Hàn ra tay quá nặng, nhưng tình huống trước mắt lại khiến nàng không thể không nói giúp cho đối phương. Thiên Lan Thảo Nguyên dù sao cũng là láng giềng tu tiên giới của Đại Tấn, đắc tội chết với Cửu U Tông cũng không phải là hành động sáng suốt. Thấy thực lực và thái độ của đột ngột nhân mạnh mẽ hơn mình dự liệu rất nhiều, trong lòng Tôn Chấn Dương lập tức có ý lui. Dù sao việc này quan hệ đến toàn bộ ma đạo, không có đạo lý để Cửu U Tông hắn xuất lực. Đợi hắn phát tin đưa tới 9 tông còn lại, báo thù lúc này cũng không muộn. Vì vậy, Tôn Chấn Dương ra lệnh một tiếng, mang thi thể sư đệ vẫn lạc lên, liền dẫn người thối lui về phía sau. Đưa mắt nhìn bốn ma tu biến mất ở chân trời, Lâm Ngân Bình vừa định làm khó dễ Mạc Hàn, liền thấy hắn đã tự mình bay vào hố sâu trong toái không. Trong lòng tức giận vô cùng, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, từ cử động của đối phương nàng phát giác được có chút không thích hợp. Khương Tồn, ngươi dẫn người nhanh chóng đi khắp nơi tìm kiếm giới tinh rơi xuống. Ta cũng muốn đích thân nhìn xem, tên Mạc Hàn này rốt cuộc đã giáp tâm hại người như thế nào. Lâm Đạo Hữu, thủ đoạn của người này quỷ dị, ngươi một mình đi tới có phải quá mức nguy hiểm hay không? Nghĩ đến cảnh tượng đối phương dễ dàng giết chết ma tu của Cửu U Tông, Khương Tồn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Không sao, ta có thánh đỉnh hộ thân, tự vệ tuyệt đối không ngại. Có thể thu thập đủ giới tinh liên quan đến đại kế tiếp theo của thánh tộc hay không, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Ngươi chớ có nhiều lời, nhanh chóng dẫn người đi vào. Lâm Ngân Bình vung xuống một câu, sau đó phi thân đuổi theo Mạc Hàn. Các bạn vừa nghe xong tập 50 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.